Thầy xin chào tất cả bạn và các em. Ở video ngày hôm nay thì thầy sẽ chữa cho em, đó là chữa full luôn đề thi tham khảo năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thì tối hôm qua lúc dậy xong, lúc hơn 10 giờ thì thầy vào check tin nhắn, thầy có quá nhiều các bạn ấy gửi cho thầy đề minh họa và nhờ thầy chữa giúp. Và thầy cũng nhìn qua thôi, tối hôm qua chỉ kịp nhìn qua và nhìn thấy câu nào khó thì chữa trước thôi. Còn ngày hôm nay thì mới có thể quay full cho các bạn được. Thì trước khi các bạn xem video thì các bạn nhớ like video cho thầy nhé. Và nếu mà xem xong video và bạn thấy rằng các bài tập với thầy giảng khá là ổn và thấy em xem cũng dễ hiểu thì bạn có gì để lại một câu bình luận nhé các bạn nhé, để là tăng tương tác cho video của thầy. Xin cảm ơn các bạn. Và nếu mà các bạn mà có lòng tốt nhé, thì bạn share và chia sẻ video cho thầy thì quá là tốt luôn. Giá kể vào cái video nào nhé, các bạn cũng combo đủ ba thứ này: một là like video này, hai để lại bình luận này, ba chia sẻ video thầy thì thật bạn cuộc đời thầy sang trang cái lâu chả phải khổ như giờ nữa này. Nhiều khi nói khổ các bạn cũng chả tin đâu, thật bạn ơi, bạn nhìn nữa đây, đây cái mà điện thoại đang quay cho bạn này là con iPhone 6 rồi chưa, mua cái đây tầm 65 rồi, 65 này còn chưa đổi sang điện thoại khác. Ở đây con đấy lót chuột đây, bạn nhìn này, còn cái gì nó đâu xa đâu, đây lót chuột này, 35 chiếc này, admin lên Thái Nguyên chơi với thầy này, đấy ông hỏi là thầy có lấy cái lót chuột này không, tặng cái này 35 rồi đấy, vẫn đã đổi lót chuột mới đâu, ông admin đã lên Thái Nguyên lần nào đâu, hôm nào ông lên xin cái mới vậy, cái này cũng hơi cũ rồi. Rồi thì đây đã nói kẻ ôn nghèo kẻ khó đây, kẻ khổ luôn đây, đây máy tính đấy. Có nhiều ông mà gì thầy cái máy tính này, cái máy tính huyền thoại của thầy đổi đi thầy ơi, cái máy tính này không bấm được 4.4 ẩn, cũ lắm rồi. Thì thì ok là cũ rồi được chưa? Mọi khi các bạn là cứ lấy lý do thầy quen bấm máy này rồi, nhưng chả phải là quen đâu. Quen thì là một phần thôi, một phần nữa là nghèo lấy đâu có tiền mua máy tính mới, thế là vẫn dùng máy tính huyền thoại này. Cái máy này không bấm được 4 ẩn đâu, thầy vẫn thích các bạn bấm được 4 ẩn cơ. Đấy. Thế nhé các bạn nhé, nhớ là sau khi xem xong video thì nếu mà chia sẻ được là cái tốt, còn nếu mà không chia sẻ được thì bạn có gì nhớ like cho video cho thầy nhé và để lại một phần bình luận. Bạn không biết bình luận cái gì, bạn thả một cái biểu tượng, một cái icon nho nhỏ vào đấy cũng được nhé, để tăng tương tác cho video của thầy. Trời hôm nay nó mưa đúng không? Nghèo biết rồi, lấy đâu có cái phòng cách âm đúng không, nên do đó ồn thì cũng phải chấp nhận, đau thương biết làm nào được, chẳng nhẽ đợi tạnh mưa thì lúc đấy có mà khơi. Tạnh mưa hôm nay thì có mà xem dự báo thời tiết thì phải tầm chiều nay mới tạnh mưa, nhưng chiều mà quay có khi các bạn đã tự làm được hết rồi, cần tìm với video của thầy đúng không? Thế nhé, bằng liền thuyền lâu quá rồi, chúng ta bắt đầu video luôn này. Câu đầu tiên này, câu số 41. Câu 41 để bài cho anh xong, chất nào sau đây là chất điện lý yếu, thì đây anh này nhé, là axit yếu chất điện lý yếu, đáp án là A. Anh là muối chất điện mạnh này, anh là axit mạnh, điện lý mạnh, đây là muối chất điện mạnh. Trong phân tử chất béo và trong phân tử chất nào sau đây có một nhóm N2 và hai nhóm COOH. Thì người anh em đấy là acid glutamic nhé, glutamic có hai nhóm COH và một nhóm amino. Câu 43 cái loại nào sau đây thuộc nhóm 1A. 1A thì gồm có anh liti nhé, kim loại thì gồm có liti này, natri này, kali này, rubidi và anh cesi. Như vậy thì mình sẽ có đây, đó là anh natri. Tiếp này, khi làm thí nghiệm với HN3 đặc thì thường sinh ra NO2 có màu đỏ độc và gây ô nhiễm môi trường. Cái tên gọi của NO2 là gì? Thì nó là nitơ dioxide, đi tức là có hai oxy, nitơ và hai oxy, dioxide, đáp án là B. Câu số 45. Polymer nào sau đây có công thức là C2CHCN thì anh này chính là acrylonitrile, acrylonitrile. Đáp án là C nhé. Anh này còn có tên gọi khác đúng không ạ? Nó xuất phát từ cái gì? Nó xuất phát từ cái thằng monomer đó là vinil cyanua. Đấy. Thế nhé. Anh này để tạo ra cái thằng tơ ô lông, tơ nitron này. Tiếp tục là câu số 46. Đề bài câu 46 cho như sau. Kim loại magie tác dụng với HCl thì tạo trong dung dịch thì tạo ra hydro và chất gì? Mg mà tác dụng HCl thì tạo ra là MgCl2 và giải phóng hydro thôi, MgCl2 đáp án A. Câu 47 axit palmitic có công thức là gì? Axit palmitic phải là đáp án là C, đáp án là C nhé. Anh này là stearic, còn anh này thì nó là anh palmitic. Tiếp là câu số 48, cái này là sau đây là điều chế bằng phương pháp thủy luyện. Thì anh canxi, anh natri và anh magie, ba anh này chỉ có một cách duy nhất điều chế đó thôi, đó là điện phân nóng chảy đó, và thủy luyện chỉ có thể là anh vàng, đáp án là A nhé. Câu 49, số siêu hóa trong hợp chất này sắt đây có số hóa là sắt 3, ok, dương 3. Chất nào sau đây tác dụng được với natri và sinh ra anh hydro? Thì este thì không tác dụng nhé, anh aldehyde không tác dụng với kim loại, anh metan hydrocarbon thì không tác dụng kim loại natri, chỉ có anh ancol thôi. Ancol tác dụng với natri thì sẽ tạo ra sản phẩm đó là anh natri ancolat đây, natri etilat đấy, được chưa? Và giải phóng hydro, cân bằng đây cho nó đàng hoàng 1/2. Ok. Còn 51 này cái loại cứng nhất và có thể cắt được thủy tinh, cứng nhất đây thì nó là anh crom. Crom thì độ cứng của nó là bằng 9, chỉ thua kim cương thôi, kim cương độ cứng là 10 thì crom độ cứng là 9. Tiếp này anh câu số 52, kim loại sắt tan hết trong dung dịch nào sau đây? Sắt thì không tác dụng với NaCl, sắt không tác dụng với NaOH, sắt thì bị thụ động hóa trong HN3 đặc nguội, không tác dụng, và sắt nó chỉ tan hết trong H2O loãng, dư. Ok, đáp án là D nhé. Câu số 53 này, nhôm bền trong không khí và nước là do trên bề mặt của nhôm được phủ kín lớp chất X rất mỏng và bền. Thì anh nhôm ấy được ở trong không khí thì nó đấm nhau với oxy và tạo ra là anh oxit nhôm. Anh này mỏng nhưng mà bền, nó sẽ bao bọc, nó sẽ bao phủ thằng nhôm và không cho nhôm tiếp cận với những chất khác. Tiếp này, câu số 54, số nguyên tử hydro trong metin format, format là HCO, metin là CH3. Như vậy chúng ta lấy máy tính ra, chúng ta cộng 1 cộng 3 đúng không? Và đáp án sẽ là 4. Câu 54 chúng ta phải chọn đây là đáp án là C nhé, là 4. Tiếp này, phân tử chất nào sau đây có chứa nitơ? Axit acetic thì nó là CH3, COH, chỉ có CH và O thôi, không có nitơ, bỏ qua. Methylamin là CH3, đá 2 có nitơ, thì vậy mình chốt đây là đáp án B. Tinh bột là C6H10O5, C6H10O5 thì nó chỉ có CHO thôi, glucose thì là C6H12O6. Đó. Câu này câu nhận biết thôi, đọc quanh mà. Câu số 56 là glucose là chất dinh dưỡng và được dùng làm thuốc tăng lực cho người già, trẻ em, người ốm. Số nguyên tử carbon trong glucose là anh này là C6 này, H12 này, O6 này. Đó, thì anh này có 6 carbon nhé. Câu 56 mình chọn là đáp án là C. Trên lỗi, câu 56 đáp án là A, và nhầm, đáp án là A nhé. Câu 57 để kết luận là sau đây thì tan hoàn toàn trong nước dư. Thì đồng không tác dụng nước, bạc không tác dụng với nước, vàng không tác dụng với nước. Vàng với bạc rồi đi ngoài đường đúng không? Trời mưa phát tự nhiên tan ra mất thì ai còn dám đeo đúng không? Đáp án là C nhé, kali em ạ. Tiếp này câu số 58. Đề bài câu số 58 cho như sau. Tính cứng tạm thời của nước là do các muối canxi hydrocarbonato và magie hydrocarbonato gây lên. Công thức của canxi hydrocarbonato, canxi đấy, hydrocarbonato đây. Đấy, đáp án là C. Trong dung dịch ion nào sau đây thì oxy hóa được thằng sắt, tức là sắt tác dụng được với ion nào sau đây, nói một cách nó đơn giản, nó xuôi đi, sắt tác dụng được ion nào sau đây thì sắt nó không thể đấm nhau được với thằng Ca2+, sắt nó không đấm nhau được natri, sắt không tác dụng được với ion, sắt nó chỉ khỏe hơn thằng đồng thôi và nó đẩy đồng ra khỏi dung dịch muối kiểu như vậy nhé. Sắt sẽ tác dụng được Cu2+, sắt này tác dụng được với Cu2+ để tạo đây là muối sắt và anh này sẽ là kim loại Cu, đáp án là C. Câu số 60. Phèn chua được dùng trong ngành công nghiệp thuộc da, công nghiệp giấy, làm trong nước. Công thức của phèn chua, đáp án sẽ là A. Người ta hay chôn các bạn là phèn chua và phèn nhôm, là người ta hay lừa các bạn cẩn thận đấy. Đáp án là A nhé. Anh STX này có công thức là C4H8O2, thì phân X trong môi trường NaH thì thu được sản phẩm là natri propionate. Ok, propionate đó là C2H5CO. Đấy, và anh này có tổng là mấy C ạ? Tổng là 4C, thằng này nướng mất mấy C ạ? Nướng mất 3C rồi, còn 1C nữa thì anh này sẽ là CH3. Và khi mà thủy phân trong đường kiềm thì ngoài muối ra thì nó thu được ancol, đó là CH3OH, CH3OH. Đáp án chọn là D. Câu số 62. Phát biểu nào sau đây là đúng? Glucose bị thủy phân trong môi trường axit sai bét luôn. Thằng này nó là gì? Monosaccharide. Glucose và fructose thì không bị thủy phân nhé. Tinh bột thì là chất lỏng sai bét luôn. Tinh bột đó là một chất rắn, tinh bột là chất rắn, màu trắng dạng bột cơ. Đấy. Dạng vô định hình, dạng bột đấy, kiểu thế. Thì đấy, anh cellulose là một loại disaccharide là sai rồi, đó là polysaccharide các bạn ạ. Dung dịch saccharose thì hòa tan được CuH lần, chính xác, thằng này có rất nhiều OH kề nhau nhé, nên do đó có khả năng hòa tan được CuH lần ngay nhiệt độ thường, tạo ra dung dịch màu xanh lam. Câu 63 này, nhiệt phân hoàn toàn natri hydrocarbonat thì thằng này còn gọi là baking soda đấy. Đấy. Để thì thu được Na2CO3, anh nước và CO2. Thế vậy thì ở đây ta có này NaHCO3. Nếu bạn nào nhớ được cái tỷ lệ phương trình rồi thì ngon quá. Còn nếu bạn không nhớ được thì viết phương trình ra. Thằng này 0,15 mol này. Đó thì thằng này sẽ là 0,3 mol. Xong luôn. Còn nếu bạn nào không nhớ thì đây, viết phương trình ra. Đây là NaHCO3 này, NaHCO3. Cái này sẽ là anh nước này và cái này sẽ là anh CO2. Cân bằng em chỉ việc thêm 2 vào NaHCO3 thôi là xong. Đáp án cho anh này 0,15 mol này. Đó thì anh này sẽ là 0,3 mol. 0,3 mà nhân với 84, 0,3 nhân 84 thì 3 nhân 4 là đuôi 2. Đúng không? 34 đuôi 2 thì đáp án là B. Không cần máy tính đúng không? Máy tính bấm làm gì cho nó tốn pin. Câu 64. Cho dung dịch đây chứa mg glucose đúng không? Và tráng bạc, nói nhanh cho nó vuông tráng bạc. Được chưa? 16 glucose thì nó sẽ sinh ra được là 2 tháng bạc. Bạc đây bao nhiêu mol? Bạc đây 0,2 mol đúng không? Hiện này sẽ 0,1 mol thôi, 0,1 nhân 180 thì bằng 18 g, ta là B. Câu số 65 này. Chất nào sau đây tác dụng với HCl thì sinh ra muối sắt 3. Thì anh Fe2O3 đây, tác dụng HCl thì đúng là tạo ra sắt 3 rồi, đáp án A. Thằng này tác dụng HCl không tác dụng nhé. Sắt mà tác dụng HCl thì chỉ thu được là FeCl2 thôi, không thu được sắt 3 được, bỏ qua. FeO mà tác dụng HCl thì chỉ thu được là muối FeCl2 thôi, không được. Chốt lại đáp án A nhé. Câu số 66 này. Cho các tơ sau và hỏi là gì? Số tơ nhân tạo là, tơ nhân tạo thì gồm có tơ Visco và tơ acetat, thế thôi. Còn anh này tơ tổng hợp, tơ nhân tạo loanh quanh chỉ có hai thằng thôi, tơ Visco, tơ acetat là hết rồi nhé. Tơ nhân tạo người ta gọi là tơ bán tổng hợp đấy, bán tổng hợp nhé, hai thằng thôi. Chỗ đó là B2. Đây là câu số 66. Tiếp tục này, chúng ta sang câu tiếp theo, câu số 67 và câu số 68. Chúng ta sang tiếp đến câu 67. Câu 67 đề bài cho như sau: đề khử hoàn toàn anh Fe2O3 này thành kim loại sắt thì cần tối thiểu là bao nhiêu gam kim loại nhôm. Thì đây là phản ứng nhiệt nhôm nhé, nhiệt nhôm. Anh sắt này cho tác dụng với Fe2O3 thì sẽ tạo đây là Al2O3 và anh sắt, đây. Đó, tỷ lệ cân bằng ở đây hai sắt, này, đây hai nhôm, 16/1660 thì anh này 0,1 này, 0,1 nhé. Thì anh nhôm đây cháu nó bằng 0,2. 0,2 mà nhân 27 thì sẽ là 5,4. Đáp án là C, 5,4. Dễ không? Quá dễ luôn đấy. Câu số 68 này. Câu số 68 đề bài cho như sau: đốt cháy hoàn toàn mg glycine trong oxy thu được sản phẩm này và giá trị của m bằng bao nhiêu? Glycine là gì? Là C2H5NO2. Đốt cháy thằng này thì thu được đây CO2 đây. Ở đây mấy carbon, 2 carbon thì đây cân bằng là 2 carbon. Ok, thằng này không là mol, này 0,3. Đúng không? 0,3 nhân 1/2 thì thằng này sẽ ra được là 0,15 mol. 0,15 mà muốn đổi ra khối lượng thì phải nhân với 75 mol, nhưng mà lớn mà. 0,15 lại nhân với 75 thì sẽ bằng là 11,25. Và kết quả chúng ta sẽ cần khoanh là đáp án D nhé, 11,25. 68 câu đầu, từ câu 40 cho đến từ câu 41 đến câu 68 là câu tặng điểm, đọc khoanh nó rất là nhanh. Chúng ta mất có chưa đầy, nó thực ra là chưa đầy 10 phút là xong. Thở dĩ bạn nhìn trên video tầm hơn 12 phút là do thầy lúc đầu thầy tham nghèo kẻ khổ để nhờ các bạn like share hộ video thôi. Chứ còn thực ra nếu mà tính trừ cái thời gian mà thầy tham nghèo kẻ khổ ra thì nó chỉ chưa đầy hết 10 phút đâu. Là đã xong được từ câu 41 đến câu 68 thôi. Xong được gần 20 câu rồi, đúng không? Gần 30 câu chứ nhỉ? Ừ đấy, gần 30 câu trong vòng tầm 10 phút. Ok, và chúng ta sang tiếp tục câu tiếp theo. Câu số 69 là những câu khó hơn. Chúng ta tiếp tục đến với nội dung của câu số 69 và đây là một câu STA vận dụng cao nhé. Câu này lấy 10 điểm trong đề. Thì nếu bạn nào mà không xác định em lấy 10 điểm, em chỉ lấy 9,75 thôi thì cũng không cần nhất thiết bạn phải xem cái lời giải của câu này đâu các bạn ạ. Chúng ta bắt đầu này. Ở đây hỗn hợp E thì gồm có 3 STA đều no mạch hở, một anh đơn chức, một anh hai chức, một anh ba chức và đều được tạo thành từ axit carboxylic và ancol. Đốt cháy hoàn toàn bằng gam E này thu được số mol CO2 lớn, số mol nước là 0,425 mol. Mặt khác, bà gam E thì phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH thì thu được là hỗn hợp T gồm có 2 muối và 28,6 gam 2 ancol. Đốt cháy hoàn toàn anh T thì cần vừa đủ là 0,25 mol oxy thu được CO2, 0,35 mol 2CO3 và 0,15 mol nước. Để bài yêu cầu xác định là khối lượng anh X trong gam hỗn hợp E thì bằng bao nhiêu. Vậy đối với bài tập này thì chúng ta sẽ sơ đồ hóa bài toán như sau này. Đã kéo dịch xuống các bạn nhìn được bài. Đó. Rồi. Ở đây mình sẽ có hỗn hợp E này, hỗn hợp E thì gồm có ở đây là 3 thằng STA, đúng không? 3 STA đây thì mình cũng không biết là 3 STA gì, đúng không? Thì mình cứ bổ ra thành C, H này và oxy, CHOC đây. Cái này thì người ta cho tác dụng với cái gì? Ở đây thì người ta tiến hành ở đây là 2 thí nghiệm. Một thí nghiệm là người ta đốt trong oxy, một thí nghiệm là người ta đốt ở trong oxy. Lượng oxy đây dùng bao nhiêu không nói gì. Thu được đây là CO2 với nước, CO2 và nước lệch nhau bao nhiêu? Lệch nhau là bằng 0,425. Thí nghiệm thứ hai là người ta cho tác dụng với anh NaOH, thì sẽ thu được đây là phần ancol và phần muối. Ta sẽ thu đây là cái phần là hỗn hợp 2 ancol. Và hiển nhiên là 2 ancol này thì là 2 ancol đây nó sẽ phải là đều là no, đây ạ, no và nó là mạch hở, no mạch hở. Và anh ancol này có khối lượng bao nhiêu thì đề bài cho sẵn rồi, tặng sẵn khối lượng ancol đây là bằng 28,6 gam, 28,6 gam. Đấy là thằng ancol. Rồi ạ. Và tiếp theo đây mình sẽ thu được là hỗn hợp T gồm có 2 muối. Ở dưới này thì thu được đây là hỗn hợp T gồm có 2 muối và 2 muối này mình cũng không biết là 2 muối gì. Và muối thì mình sẽ bổ ra thành C này, C để thành H này và OONA nhé. Cái này sẽ là OONA. Đó. Anh này người ta làm gì? Người ta đem đốt thằng T này trong oxy, đốt thằng T này trong oxy thì thu được đây là CO2, H2O, và Na2CO3. Người ta cho chúng ta đây thằng oxy cho rồi. Oxy bao nhiêu? Oxy là 0,25, oxy là 0,25 mol. Đó. Anh nước cho chưa? Nước cho rồi, nước đây là 0,15 mol. Và Na2CO3 người ta tặng chúng ta, anh này là 0,35. Đó. Thế vậy thì khi mà đề bài cho thằng Na2CO3 thì một điều quá tuyệt vời. Tại sao tuyệt vời? Bởi vì Na2CO3 này nó sẽ giúp chúng ta tính được NaOH đây, và có được NaOH thì mình sẽ có được rất nhiều thứ. Ta có như sau này. Đầu tiên là thì thầy nhìn đến Na2CO3 đây, ta có số mol của Na2CO3 thì đề bài cho nó bằng 0,35 mol. Đó. Thì sau khi biết Na2CO3 0,35 mol rồi thì mình sẽ có được số mol của NaOH đây. Nó sẽ bằng là 0,7 mol, mà toàn natri mà 0,7 mol. Và số mol NaOH thì bằng bao nhiêu? Có một NaOH thì ăn được một thằng COO trong ete. Như vậy thì anh này sẽ bằng với số mol của COO trong cái thằng ete. Đó. Nó bằng tiếp cái gì ạ? Nó bằng với số mol của OH trong ancol, nó bằng với số mol của nhóm OH trong ancol, nó bằng với số mol của thằng CONa trong muối, bằng CONa, bởi vì CO trong ete mà thì ăn được natri đấy, sẽ biến thành CONa trong muối thôi. Đấy, tất cả bọn seri này là bằng nhau hết. Như vậy thì thầy biết được cái gì thì thầy chèn vào, anh OONa đây sẽ là 0,7 nhé. Còn ancol đây thì nó sẽ cấu thành từ ba nguyên tố là CH và O. Thì hiển nhiên oxy trong thằng ancol đây nó sẽ là bằng 0,7. Đấy, chắc chắn luôn. Được chưa? Tiếp tục này. Em biết oxy đây chưa? Em biết oxy đây rồi. Em biết oxy đốt chưa? Biết. Biết oxy trong nước chưa? Biết. Biết oxy trong Na2CO3 chưa? Biết. Thì vậy em sẽ dễ dàng bảo toàn oxy ra được thằng CO2. Ta sẽ có bước đây, đó là bảo toàn oxy. Ta sẽ có số mol của CO2 trong muối đấy, đây CO2 mà khi đốt muối đấy, nó sẽ bằng 0,7 nhân đôi này cộng với 0,25 nhân đôi trừ đi 0,15 trừ đi 0,15 trừ đi 0,35 nhân 3, 0,35 nhân 3 thì bằng 0,7 chia đôi. Ok, vậy CO2 đây mình vừa tính ra là bằng 0,35 mol. Em ghi đây, CO2 sẽ bằng 0,35 mol. Thế vậy có carbon trong CO2 chưa? Biết. Biết CO2 trong Na2CO3 chưa? Biết. Thế vậy bảo toàn carbon thì mình sẽ ra carbon đây. Cháu này sẽ bằng 0,7, 0,35 cộng 0,35 mà. Thế vậy ta sẽ bảo toàn carbon. Thì mình sẽ có thằng C trong muối. C trong muối bằng bao nhiêu? C trong muối bằng 0,35 cộng 0,35 thì là bằng 0,7. Và có một điều tình cờ là số C trong muối nó lại bằng đúng số mol của thằng CONa. Đấy, CONa 0,7 đây. Đây, CONa đây 0,7 đây chưa? Đấy. Thế vậy thì thằng C trong muối thì nó lại nằm hết vào trong thằng gì ạ? Trong thằng muối. Thế vậy suy ra đây, đó là cái hỗn hợp T chúng ta sẽ gồm có hai muối. Cái muối gì mà toàn bộ carbon nằm hết trong thằng trước, đó là có muối HCONa và muối CONa tất cả hai lần. Đó. Đấy, tất cả các C, tất cả carbon nằm hết trong CONa này. C đây, tất cả C nằm hết trong CONa. Và mình sẽ có cái hệ như sau. Một phương trình liên quan đến bảo toàn natri và một phương trình liên quan thằng hydro. Ok. Phương trình bảo toàn natri đây thì sẽ là 1 natri, 2 natri, 1 này, 2 này, natri đây 0,7 xong. Hydro đây 0,15 này nhân với 2 thì hydro đây sẽ 0,3. Đấy, hydro đây sẽ 0,3. Được chưa? Thế vậy thì 1 này, khuyết này, 0,3 này, thằng 0,3 và thằng 0,2. Thực ra mình nhầm được nhưng mà thôi bấm máy tính cho nó chắc ăn. Cứ nhầm những đâu nhầm sai cái lúc sau đợi đến đoạn sau nó toang hết. Đúng không ạ? Thầy lau cái bút này, cái bút nó bị nhòe cái ngòi bút này. Ok. Sau khi mình có được thằng muối đây rồi, được chưa? Có muối đây rồi thì mình bây giờ đi xác định nốt thằng ancol. Tính được ancol thì mình sẽ ghép thằng muối với ghép với ancol thì mình sẽ ra được thằng ete cần tìm. Xin lỗi. Biết thằng muối rồi, biết thằng ancol thì mình ghép, mình sẽ tạo ra thằng ete cần tìm. Và bây giờ chúng ta sẽ sang đến cái phần đó là mình sẽ biện luận muối. Đó biện luận ancol và thằng muối biết khối lượng chưa? Và mình suy ra đây, đó là m của muối này, m của muối sẽ bằng xem nào. Anh muối đây sẽ bằng bao nhiêu? 0,3 nhân với 68. 0,3 nhân với 68 cộng với 0,2 nhân với 134. Thì muối đây là 47,2 nhé. Muối đây sẽ bằng 47,2 g. 47,2 g. Đã biết khối lượng muối chưa? Biết. Biết khối lượng ancol chưa? Biết. Biết NaH chưa? Biết NaH rồi. Thế vậy thì mình sẽ suy ra đây là khối lượng của thằng ete nhé. Mình sẽ ghi đây từ từ bảo toàn khối lượng. Mình sẽ có được m của thằng ete sẽ bằng muối là 47,2 cộng với ancol là 28,6 trừ đi NaOH là trừ đi 0,7 nhân với 40, xem ete bao nhiêu này, 47,2 cộng với 28,6 trừ đi 0,7 nhân 40 thì sẽ ra 47,8. Ok, thằng ete sẽ là 47,8 gam. Được chưa? Đó. Như vậy thì ta có như sau khi biết nhé, thằng E đây có khối lượng là 47,8 này. 47,8 gam. Thì mình biết oxy chưa? Em biết oxy rồi, oxy bao nhiêu? 0,7 đấy. CO này, CO trong gì? Trong ete đây, còn 0,7 đấy. Được chưa? Carbon đây. Carbon đây thầy không biết nó bao nhiêu thì thầy sẽ đặt thằng carbon đây nó là ẩn x đi, đúng không ạ? Ẩn x đi. Anh nước đây, anh hydro đây ẩn y. thì cái này cũng là ẩn x này, anh ẩn y. Tại sao mình đặt ẩn ở đây? Bởi vì đầu bài cho cái chỗ mà cái lượng CO2 nước chênh lệch nhau là 0,425. Đây em để ý đầu bài đó, thằng CO2 với nước này lệch nhau là 0,425, thì mình sẽ phải có một cái biểu thức gì đó liên quan đến CO2 và nước. Thế vậy ta sẽ dứt điểm luôn này, ta sẽ có phương trình liên quan đến này, carbon sẽ là 12x, khối lượng của hydro là 2y, cộng với oxy là 0,7 nhân với 32, và F đã bằng khối lượng của anh STE là 47,8. Đây chính là khối lượng của anh STE đấy. Ok, tiếp tục này, khối lượng anh mol của CO2 và nó trội hơn mol của nước là bằng 0,425, và ta sẽ dễ dàng đây mình sẽ có giá trị x bằng, giá trị y bằng, x bằng và y bằng 12 này, 2 này, 47,8 này trừ đi 0,7 nhân 32. Phương trình thứ hai đây, 1 này trừ 1 này 0,425, 1,875 và anh hydro đây sẽ là 1,45. Ok. Sau khi mình biết carbon trong STE rồi, mình biết carbon trong STE nó bằng 1,875. Được chưa? Thì ta sẽ lấy carbon ở trong, mình sẽ có carbon ở trong thằng STE, carbon trong STE trừ đi carbon trong muối thì sẽ ra được carbon trong ancol. Và đây thầy sẽ bảo toàn carbon luôn nhé. Nhìn vào thằng X này thì mình sẽ bảo toàn carbon luôn, bảo toàn carbon, và mình sẽ có số mol của thằng ancol, mol C trong ancol sẽ bằng 1,875 trừ đi 0,7 thì bằng 1,175. Thì thằng carbon trong ancol đây em sẽ điền đây nhé, là 1,175 mol. Tiếp tục này, tổng khối lượng ancol biết chưa? Biết, trừ đi oxy, trừ đi carbon thì ra được thằng hydro đây, 28,6 này, trừ đi 0,7 nhân 16 này, trừ đi 1,175 nhân 12 đều anh chia đôi, thì anh hydro ở trong ancol nó sẽ là 1,65 nhé. Đó. Và ta sẽ có đây, ta sẽ suy luôn đây. Suy luôn ra, đó là số mol của hydro trong ancol đấy, hydro trong ancol nó sẽ bằng là 1,65 mol. Thế vậy thì chúng ta sẽ biện luận ancol như sau. Sau khi tìm được muối ấy, là coi như chúng ta xong được một nửa bài toán rồi đấy, coi như một nửa bài toán là xong. Bây giờ đi tìm nốt thằng ancol nữa là coi như là xong được một nửa nữa là hết. Ta có này, dấu sao đây, đó là biện luận ancol nhé, biện luận ancol. Biện luận ancol đây thì chắc chắn thôi, ancol của chúng ta nó sẽ có hai thằng ancol. Thì trong hai ancol này kiểu gì kiểu cũng có một anh ancol đơn, một anh ancol là anh ancol đơn chức. Đó. Và anh này chắc chắn thôi, no bạch hở, bởi vì STE no bạch hở mà, thì ancol hiển nhiên no bạch hở. Và tại sao lại có ancol đơn chức? Là bởi vì hỗn hợp E này nó có anh STE, X là STE đơn chức. Thế vậy kiểu gì nó cũng STE đơn chức thì tạo bởi muối đơn và ancol đơn. Nên do đó thì cái ancol đơn là điều chắc chắn. Còn ancol tiếp theo thì nó sẽ là ancol gì? Thì ancol tiếp theo nó chắc chắn rồi, nó sẽ phải là ancol đôi hoặc là ancol 3 hoặc ancol 3, sẽ một trong hai thằng này, đơn và đôi hoặc là đơn và ancol 3. Đấy, 3 chức. Như vậy chúng ta sẽ xẻ nó ra làm hai trường hợp nhé. Ok, trường hợp 1 đây, trường hợp 1 đó là một anh ancol đơn. Ancol đơn thì thầy sẽ lấy thằng đơn giản nhất đi là CH3OH, và thằng ancol 2 chức thì thầy lấy đơn giản nhất đi, đó là C2H4OH tất cả hai lần. Và cái này sẽ là CH2. Đó, đồng đẳng hóa mà. Mình sẽ dứt điểm bọn ancol này. Xem nào, bấm máy tính nhé. Gọi thằng này là ABC đi, em gọi thằng này ABC thì phương trình nhất là bảo toàn OH đi. 1A này, 2B này, 1A 2B này, bằng nhóm OH. OH thì bạn biết rồi, ancol thì bằng 0,7 mà. Khuyết này, 0,7. Xong. Phương trình thứ hai là mình liên quan bảo toàn carbon, 1 carbon, 2 carbon, 1 carbon, 1 này, 2 này, 1. Carbon trong ancol thì bằng 1,75 đấy, 1,175. Tiếp tục này, liên quan đến thằng hydro, đây là 4 này, 6 này, 2 này, 4 này, 6 này, 2 này. Hydro đây là 1,65 nhân đôi. 0,25 và 0,415. Bấm lại này. Đây, 0,25 này. Anh này là 0,25. 0,25 này, anh dưới này là 0,225, cái này là 0,475. Và 0,475 thì bằng gì? Bằng 0,25 nhân 1, 0,25 nhân 1, được chưa? Cộng với gì? 0,225 cũng nhân 1, đó. Thế vậy thì thằng này được bổ sung một set 2, thằng này bổ sung một set 2. Thế vậy ta sẽ có đây, ancol chúng ta sẽ gồm có này, thằng này sẽ là C2H5OH, có số mol là 0,25. Và cái này có số mol bao nhiêu? Anh này sẽ là bao nhiêu nhỉ? C2H4 mà bổ sung một C2 vào thì anh này sẽ biến thành C3H6OH tất cả hai lần. Anh là 0,225. Ok. Thế vậy thì mình sẽ ghép được ancol đấy, đúng không? Ghép với thằng axit ở cái gốc axit ở phía trên này, mình sẽ ra được thằng STE cần tìm. Đấy trường hợp 1. Tiếp tục chúng ta kiên nhẫn bấm tiếp trường hợp số 2. Trường hợp số 2 đây thì một anh ancol đơn chức, một anh ancol 3 chức. Ancol đơn chức là C3OH. Ancol 3 chức đây thì lấy tạm thằng glycerol ra đại diện. Đấy, và đây sẽ là gì? Thằng này sẽ là C2. C2 như này. Đấy. Rồi mình sẽ lập một cái hệ, một hệ liên quan đến OH. Hệ đây là OH là 1 này. Thằng này sẽ là 3OH này, khuyết này, 07. Thằng 1C, 3C, 1C, 1C này, 3 1C này, 3C này, 1C này bằng 1,15. Tiếp phương trình liên quan đến hydro, đây là 4 hydro này. Thằng này có 8 hydro, 8 hydro, thằng này có 2 hydro, 2 hydro bằng 0,3625. Anh này 0,3625. Thằng này sẽ bằng 0,1125, 0,1125. Thằng Z2 đây bằng 0,475, 0,475. Và mình thấy rằng 0,45 này bằng hai này cộng lại với nhau thì nó cũng bằng thằng này. Phải không nhỉ? 0,3625 cộng với 0,1125. Đúng rồi, bằng 0,475 thì thằng này sẽ được bổ sung 1 Z2, thằng này bổ sung 1 Z2. Thì tóm lại mình ghép vào thì mình sẽ được hai ancol. Thằng này ghép 1 Z2 vào thì thằng này biến thành C2H5OH. Mol nó bằng 0,3625. Tiếp, anh này ghép 1 C2 vào thì anh này sẽ biến thành là C4H7OH, tất cả 3 lần. Có số mol bằng 0,1125. Ok. Và sau khi biết ancol rồi, biết gốc axit rồi thì mình sẽ ghép thằng ET. Và ghép thằng ST và nói cứ hay nói nhầm. Rồi bây giờ mình sẽ có đây. Mình sẽ tiến hành là mình ghép nó, ghép cái hoàn cảnh thứ nhất đây, đó là thầy sẽ xoay này thằng HCONa này với thằng này ghép với hai ancol này thì cái anh ST đơn chức kiểu gì kiểu nó được tạo ra từ muối đơn và ancol đơn, xong một thằng nhé. Còn gì ạ, anh ST đôi, anh ST đôi thì sẽ là được tạo ra từ cái gì, tạo ra từ muối đơn và ancol đôi. Đấy, muối đơn nhé, muối đơn sẽ là gì, muối đơn sẽ là HCO đó, và ancol đôi, ancol đôi đây là C3H6 được chưa. Và anh ST 3 chức. ST 3 chức thì dàn xếp kiểu gì đây? ST 3 chức thì nó chỉ có thể là anh như sau. Đó là HCO này, HCO. Đấy, phải bạch hở nhé, phải đảm bảo bạch hở này. Đây này sẽ là C3H6. Anh C36 này lại nó lại liên kết với thằng CO đây. Được chưa? CO này lại liên kết tiếp với CO này. Thì lại liên kết tiếp với thằng C2H5 đây. Đấy. Được chưa? Một số bạn sẽ lăn tăn một điều rằng thầy cái thằng STA đơn chức thì em đồng ý, STA 3 chức thì em đồng ý rồi, nhưng mà riêng cái thằng STA 2 chức này thì nhỡ đâu nó còn được tạo bởi anh A và cái axit đôi và ancol đơn thì sao hả thầy? Ok, thì mình sẽ có trường hợp tiếp theo. Trường hợp tiếp theo đây sẽ là HCO này, HCO C2H5. Bây giờ thay vì việc là cái anh STA đôi này được tạo ra từ axit đơn và ancol đôi, bây giờ cho axit đôi đi, axit đôi là COO này và ancol đơn là C2H5 đây. Đấy, tất hai lần. Ok. Còn rằng ST3 chức thì vẫn giữ nguyên HCO đây, được chưa? Anh này sẽ là C3H6. C3H6 này nối với ai? Nối với CO đây. Thằng này CO đây sẽ nối với thằng CH5. Đấy, được chưa? Như này. Tiếp này, sau khi thầy ghép với cái gì ạ? Thầy ghép cái thằng trường hợp là acid đó, muối đây với cái trường hợp ancol này, ancol đơn và ancol đôi thì xong rồi. Bây giờ thử ghép với thằng ancol 3 thì sao? Thì trường hợp này ta thấy như sau. Ta thấy như sau này. Cái anh ancol này gì đang C3 C4H7 C4H7 OH tất cả 3 lần thì nó chỉ có khả năng là tạo ra được là thằng ST3 trước mà thôi. ST3 trước của chúng ta sẽ là C4H7 C4H7 đây. Đấy, C4H7 này và phía trước này nó sẽ là cái thằng gì? Nó sẽ là thằng HCO. HCO tất cả 3 lần C4H7. Và này có số mol bao nhiêu? Cái này có số mol là 0,1125. Đấy. Thì thằng HCO đây phải bằng bao nhiêu? HCO đây muốn ghép được vào trong thằng ST này thì nó phải là HCO đây nó phải có một cái lượng là bằng 0,1125 nhân với 3. Thì HCO đây, HCONa đây thì nó phải ít nhất là bằng 0,3375 thì mới đủ sức để ghép vào thằng ST này. Nhưng HCO của chúng ta nó chỉ có là 0,3 thôi. Thế nên trường hợp này chắc chắn là phế. Đấy, trường hợp này chắc chắn là mình sẽ không ghép được nhé, không ghép được. Và mình chỉ bấm máy tính ở hai trường hợp này thôi. Trường hợp nào đẹp thì lấy, trường hợp nào mà bị âm thì loại. Và thầy sẽ gọi anh này là ấn A này, anh ấn B này, anh ấn C này. Đó, thằng này cũng là ấn A này, ấn B, ấn C, bấm hai trường hợp thôi. Trường hợp thứ nhất ở đây, 3 phương trình bạn đây. Ok. Thầy sẽ bảo toàn gốc HCO đây nhé, HCO đây, 1 HCO, 2 HCO và 1 HCO đây. Thế còn là 1 này, 2 HCO này, 2 HCO, đây 1 HCO này, 1 HCO này. Thì HCO đây, đầu bài người ta cho đây là 0,3 mol. Đây em có thể quan sát lại. Đấy, nhìn lại nhé, 0,3 chưa? 0,3. Đấy. Thì thầy sẽ bảo toàn thằng HCO trước sẽ bằng 0,3. Phương trình thứ hai thầy bảo toàn thằng CS5 đi, đây một CS5, đây một CS5 thì A cộng C, một CS5 này, khuyết này, một CS5 này. CS5 này thì thầy có đây là 0,25 nhé. Đây, kéo dịch xuống một chút ạ. Đó. CS5 đây là 0,25, 0,25. Trường hợp tiếp theo là thầy bảo toàn cái gốc C3H6 đây, C36 là B cộng C, khuyết này, 1 này, 1 này, B cộng C bằng 0,25, 0,225. 0, ok, đẹp rồi. Ấn A đây bằng bao nhiêu? A đây bằng 0,05 này, A bằng 0,05. Ấn B đây thì bằng 0,025, 0,025. Ấn C đây bằng nhiêu? Ấn C đây thì bằng 0,2, 0,2. Và người ta hỏi khối lượng của anh X, tức là anh nhỏ nhất, anh đơn chức 0,05 mà nhân với 74 thì bằng 3,7 nhé. Đáp án chúng ta sẽ là đáp án A. Đáp án sẽ là đáp án A. Đó. Và các bạn sẽ tự các bạn giải nốt trường hợp này nhé. Trường hợp này thì em cũng là một phương trình để bảo toàn gốc thằng cái thằng HCO này. Đúng không? Bảo toàn gốc HCO này thì A cộng với C thì bằng gốc HCO. Phương trình bảo toàn thằng CS5 đây, CS5 đây, CS5 đây. Và một phương trình bảo toàn thằng C36 và chúng ta thấy là trường hợp này nó sẽ bị vô nghiệm nhé. Vô nghiệm. Đó. Vậy chốt lại là câu 69 này và một trong hai câu khó nhất đây. Thì câu này đáp án là A nhé. Đấy, câu này lấy 10 điểm này các bạn. Chúng ta sang câu tiếp theo ạ. Chúng ta tiếp tục đến với nội dung của câu số 70. Đề bài câu 70 cho như sau. Đốt hỗn hợp X gồm có anh sắt và anh đồng trong oxy thì thu được mg hỗn hợp Y gồm có anh sắt, đồng Fe3O4 này và CO. Cho anh Y này vào trong dung dịch chứa 0,2 mol HCl thì thu được dung dịch Z chỉ chứa muối và 0,05 mol hiro, 9,2 g chất rắn T. Cho anh T là tác dụng với HCl và vẫn có khí thoát ra, biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn và giá trị của M bằng bao nhiêu. Thì đối với tập này chúng ta sẽ xoay sở như sau. Hỗn hợp X thì gồm có hai kim loại này, mình sẽ có đây là hỗn hợp X. Hỗn hợp X thì gồm có hai kim loại là anh sắt và anh đồng. Cái này thì người ta cho tác dụng với oxy, cho tác dụng oxy đấy và thu được hỗn hợp Y. Thu được ở đây là hỗn hợp Y. Hỗn hợp Y này thì người ta ghi cho chúng ta đây là 4 chất, nhưng 4 chất đây chỉ cấu thành từ 3 nguyên tố thôi. Thế vậy thì mình sẽ quy đổi anh này thành sắt nhé, đồng này và oxy, thầy xếp ra như này. Ok, và người ta cho toàn bộ anh Y này tác dụng HCl. Cho anh Y này tác dụng với đây đó là HCl này. Thì lượng HCl đầu bài dùng là bằng 0,2 mol. 0,2 mol. Và đây sẽ thu được thứ nhất là phần muối này. Thứ nhất đây, đó là phần muối. Thứ hai là phần khí hydro thoát ra, có khí hydro thoát ra nhé. Hydro đây bằng bao nhiêu? Anh hydro đây thì bằng là 0,05 mol, có số mol là bằng 0,05. Tiếp tục là ở đây có phần chất rắn là chất rắn T. Ở đây có phần chất rắn T. Chất rắn T này chứa ai? Đầu bài gợi ý chúng ta đó là chất rắn T này nó cho tác dụng HCl và vẫn có khí thoát ra. Chất rắn T này nặng này, cái này có khối lượng là bằng 9,2 g, 9,2 g. Và chất rắn T này thì khi đề bài cho bà là cho tác dụng với HCl thì vẫn có khí thoát ra và khí đây chỉ có thể là khí hydro thoát ra thôi các bạn ạ. Ở đây chất rắn T đây khi mà có khí thoát ra chứng tỏ rằng trong chất rắn T này thứ nhất là ngoài anh đồng ra. Ở đây cái kim loại yếu nhất là đồng thì đúng là mình kẻ đồng trước, nhưng mà nếu mà chỉ có thằng đồng thôi thì sẽ không tác dụng HCl. Thế vậy chứng tỏ rằng đây nó sẽ có cả sắt dư nữa các bạn ạ, có cả sắt dư. Thế vậy thì một khi mà ở đây đã có sắt dư rồi nhé, thì thằng muối này nó chỉ có thể là chứa muối sắt thôi, chứa muối sắt, và anh này bắt buộc nó phải là sắt 2, không thể sắt 3 được, bởi vì có kim loại đồng dư này, đó, có kim loại đồng đây, có kim loại sắt đây thì không thể có muối sắt 3 được, mà chỉ có thể là muối sắt 2 mà thôi. Nhiều bạn nghĩ rằng có muối đồng nhưng không thể có muối đồng, bởi vì một khi sắt mà đã dư thì sẽ không có muối đồng. Ok. Thế vậy chúng ta cùng xoay sở như sau này. Đầu tiên là mình sẽ có là cái phần anh đồng với sắt đây là 9,2, xong ta sẽ có đây bảo toàn clo nhé, mình sẽ có đây đó là bảo toàn clo thì ta sẽ có số mol của anh FeCl2 nó bằng bao nhiêu ạ? Clo đây 0,2 mà chui ở đây thì anh này sẽ có số mol là bằng 0,1. Thế vậy thì mình biết khối lượng muối chưa, biết hydro chưa, biết khối lượng chất rắn chưa, biết. Và câu trả lời và câu hỏi cuối cùng đặt ra đây đó thì anh oxy này cuối cùng chui đâu? Thì oxy này cuối cùng nó chui vào trong nước các bạn nhé, chui vào trong nước. Đó. Thế vậy thì ta có đây. Sau khi mình bảo toàn clo và mình ra được anh FeCl2 đây có số mol là bằng 0,1 mol thì ta lại có tiếp như sau này. Hydro thì ban đầu làm trong axit thì cuối cùng nó chui đâu? Chui vào trong khí và chui vào trong nước. Thế vậy mình bảo toàn hydro nhé. Ta sẽ có này bảo toàn hydro thì mình sẽ có ngay được số mol của anh nước sẽ bằng bao nhiêu nhỉ? Ta sẽ có này 0,2 này trừ đi 0,1 này đúng không ạ? Chia đôi. Ok, thế vậy anh nước đây bằng 0,05 mol nhé. Nước đây sẽ bằng 0,05 mol. Thế vậy thì biết muối, biết hydro, biết chất rắn, biết nước, biết HCl rồi thì mình sẽ bảo toàn khối lượng để ra được thằng Y. Và người ta đang hỏi chúng ta là giá trị M bao nhiêu, tức là đề bài đang hỏi là mg khối lượng anh Y bằng bao nhiêu. Thế vậy mình sẽ có phương trình cuối cùng đây là anh bảo toàn khối lượng này, bảo toàn khối lượng. Đó. Thế vậy thì mình sẽ có MI bằng mới tính nhé, 01 này, 01 nhân 127 này cộng với anh hydro đây là 0,05 nhân đôi, cộng với anh chất rắn T là 9,2, cộng với anh nước đây là 0,05 nhân 18. trừ đi HCL trừ đi 0,2 nhân 36,5, ok bằng 15,6 nhé. Rất đơn giản thôi, câu này quá dễ. 15,6 g, đáp án sẽ là đáp án D. Tiếp tục chúng ta sang câu tiếp theo, câu 71. Chúng ta tiếp tục đến với nội dung của câu số 71 này. Đề bài câu 71 cho như sau. Cho hai chất hữu cơ mạch hở E và F có cùng công thức đơn giản nhất là CH2O. Các chất là chất E, chất F này, chất X này để tham gia phản ứng theo đúng tỷ lệ mol theo sơ đồ sau. Anh E này thì ăn được một nào H, thu được X và Y. Anh F này cũng ăn được nào H và thu được X và Z. Anh X này thì bị axit hóa bởi HCl thì thu được T và NaCl. Đầu bài gợi ý cho chúng ta là anh X, Y, Z, T là các chất hữu cơ và anh E thì nhỏ hơn anh F và nhỏ hơn 100. Và cho các biểu sau và hỏi là có bao nhiêu phát biểu đúng. Thế vậy thì chúng ta sẽ phải bắt đầu từ đâu? Chúng ta sẽ phải cần bắt đầu từ cái anh công thức đơn giản nhất này là CH2O. Và anh này bằng bao nhiêu? Anh này thì đơn giản nhất thì nó đã bằng 30 rồi em ạ. 30. Và 30 ở đây thì mình thấy anh E và anh F nhé. Anh E và anh F đây đều có công thức đơn giản nhất là như này. Và mình hiểu rằng là nếu anh E hoặc là anh F mà có công thức là CH2O chỉ có một oxy. Một oxy thì không thể ăn được NH, thì bắt buộc nó phải ít nhất là 2 oxy, tức là nó phải có nhóm chức của axit hoặc chức của thằng este thì nó mới có thể là thủy phân, nó mới tác dụng được với anh kiềm, đúng không? Thế vậy thì chỗ này mình sẽ hình dung như sau này, anh E này và anh F đây, nó sẽ có cái kiểu của CH2, CH2O, tất cả đây là N lần. Và N này thì nó phải làm sao? N đây có thể bằng mấy? Bằng 2, hoặc N có thể bằng mấy? N có thể bằng 3. N bằng 4 được không? N bằng 4 thì không được các bạn nhé. Vì sao lại như vậy? Bởi vì 30 mà nhân với 4 đây này, 30 mà nhân với 4 đây thì nó sẽ bằng 120 và nó vượt quá mất số 100 này. Thế nên chỉ có hai giá trị thỏa mãn thôi là N bằng 2 và N bằng 3. Và E thì nhỏ hơn F. Thế vậy thì bắt buộc thằng E này nó phải chấp nhận cái số phận của nó là một cái số nhỏ hơn. Và anh này sẽ phải là C2H4O2. Đấy, bạn thay N bằng 2 đây và bạn nhân phá ngoặc ra. Và anh F đây thì nó sẽ được một số to hơn, đó là N bằng 3 đây. Thì này sẽ là C3H6 và O3. Đó, thì nhé các bạn nhé. Thì đầu tiên mình đã dàn xếp với thằng E và F như này rồi. Và anh E này đúng không? Mà ở đây mình thấy rằng anh E này tác dụng với nào H và thu được X và Y. Thì mới đầu mình nghĩ thằng C2H4O2 này nó sẽ phải là gì? Nó có thể là anh acid CH3COH, hoặc nó có thể là anh este là HCO CH3 này. Hoặc nó có thể là chất gì? Nó có thể là cái chất CH2, đây là CHO và đây là OH. Đấy. Nó có 3 đồng phân mạch hở, được chưa? Có thể thỏa mãn là thằng E này. Nhưng có một điều là chúng ta sẽ thấy rằng như sau. Chúng ta sẽ chắc chắn là loại cái thằng C3 COH này đi. Vì sao? Bởi vì nếu mà thằng này là axit nhé, ông E này nhé, rồi ông là axit thì đấm nhau với kiềm thì thu được muối và nước, đúng không? Muối và nước. Thế vậy người ta phải bảo là X với Y đều là chất hữu cơ. Thế vậy nước, sinh ra nước là phế rồi, vứt. Thằng này thì nó là gì ạ? Nó là một hợp chất hữu cơ tạp chất. Anh này có ăn được NH không? Thì xin thưa anh này không ăn được NH. Vậy sai ngay từ vòng gửi xe, loại luôn. Và chỉ có thể là chấp nhận công thức HCOZ3. Ok, thế vậy chúng ta chỗ này chúng ta sẽ ghi đây nhé. Mình khi chắc chắn các thằng nào rồi thì mình chốt đây. Anh E là HCOCH3. Và khi HCOCH3 này nhé. Và HCOCH3 này mà nó tác dụng với NH, HCOCH3 này. Và một khi đã tác dụng NH thì chính xác là nó thu được ở đây là phần muối là HCONa và cái này là CH3OH. Bạn hãy để ý cái chi tiết đây ạ. Anh X đây thì có thể là bị axit hóa này. Anh X bị axit hóa. Đấy chưa? X bị axit hóa thì chứng tỏ rằng X phải là muối. Ok, vậy thằng này mình chốt đây nhé. Thằng này chắc chắn là người anh em này phải là X rồi đã. Là điều chắc chắn. Và người anh em này sẽ phải bắt buộc là chất Y. Ok, bây giờ thằng gì đấy? Thằng F. Thằng F thì phải dựa vào cái nền tảng của thằng E. Vì sao như vậy? Bởi vì thằng F này cũng bắt buộc phải sinh ra thằng X. Thế vậy thì F nó chỉ có thể là chất sau. Nó phải có cái đoạn đầu là HCO đã xong. Đó. Và đoạn sau thì nó còn mấy C? Còn 2C thì anh này sẽ là CH2. Anh này sẽ là CH2. Và còn mấy oxy đã? Còn một oxy đã. Đây, OH. Đã. Dàn xếp này là ok. Đúng C3H6. O3 rồi. Chuẩn luôn. Và khi anh này mà tác dụng với NaOH thì sẽ tạo ra cái gì hả thầy ơi? Thì đây. HCO. CH2. CH2. Anh này sẽ là OH. Thì nó cắt ở đây em nhé. Cắt ở đây. Và nó sẽ thu được đây là gì? Vẫn là thằng muối giống nhau HCONa và thằng sản phẩm đây. Thì khi mình tác dụng với NaOH đây nhé, tác dụng với NaH thì Na tính ở đây và OH cắm vào thằng này, đúng không? Vậy ta sẽ có thằng CH2 đây, CH2 đây. Ở đây là OH. Anh này tên là ethylene glycol các bạn nhé. Ethylene glycol. Là hai chất giống nhau thì hiển nhiên thôi, hai cháu này cùng tên là X thôi. Còn anh này thì tên của nó là Z. Đây, thằng ancol này. Đó, ethylene glycol này thì người ta đặt ký hiệu nó là anh Z. Rồi, anh X này bị axit hóa tạo ra anh T. Thế vậy thì cháu T đây thì nó dễ rồi thì thôi nhé, ghi luôn là HCOH đi, HCOH, acid formic. Rồi, biết gì rồi, X, Y, Z, đó, E, F, T, biết hết rồi, trả lời thôi. Chất X có khả năng tham gia trắng bạc. Ok, X đây là cái muối của format kiểu gì trắng bạc nhé, cứ có HCO là trắng bạc. Tiếp này, từ chất Y có thể điều chế trực tiếp ra được axit acetic. Chất Y là gì? Chất Y ở đây đó là ancol methylic. Ancol methylic đây, CH3OH. Em chỉ việc là cho tác dụng với CO thôi. Ở đây là xúc tác nhiệt độ, thì em sẽ có này, lấy CO để chèn một phát chính giữa vào chỗ này, chính giữa thằng C3 và OH này. Đây ta có C3 này, xong chèn CO đây, xong nối tiếp thằng OH đây. Đấy, axit acetic này, ngon chưa? Đúng luôn nhé. IB đúng này. IC này. Oxy hóa thằng Z này thì thu được là bằng CuO thì thu được aldehyde acetic. Thằng Z này nhé, mà bị oxy hóa này. Đấy, thằng Z này bị oxy hóa thì nó phải tạo ra được cái aldehyde này CH2 này. À đâu, CHO, CHO. Đấy, thằng này là CHO này, CHO. Đấy, một ancol hai chức thì sẽ tạo ra một aldehyde hai chức. Còn tạo ra aldehyde acetic là sai, Anh này là aldehyde malonic nhé. Như vậy thì phải tạo ra là aldehyde malonic mới đúng, acetic là sai. Chất F làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ, đâu F đâu. Ok, anh F đây thì nó có chức axit không? Không có chức axit thì làm sao quỳ màu đỏ được? Sai nhé. Anh T có nhiệt độ sôi lớn hơn so với ancol ethylic. Thì anh T này là HCOO, HCOOH. Thì m lớn anh này bằng 46. Ancol ethylic ở đây thì m lớn cũng là 46. Khi so sánh nhiệt độ sôi của hai chất này, đấy thì nó cùng phân tử khối thôi. Thì bao giờ axit cũng có nhiệt độ sôi cao hơn so với ancol. Như vậy ID này, cái ý này phải cho chính xác là ID đúng không? Chính xác là ID. Và có 3 phát biểu đúng nhé bạn nhé. Mình chọn đây, đó là D là 3. Tiếp tục chúng ta sang câu tiếp theo, câu số 72. Chúng ta đến với câu số 72 này, một câu có chất béo khá là quen thuộc. Chúng ta bắt đầu nhé. Hỗn hợp X gồm có chất béo Y và axit béo Z. Cho m gam X này phản ứng hoàn toàn với dung dịch nào H dư thì thu được sản phẩm hữu cơ gồm có hai muối có cùng số nguyên tử carbon và 2,76 gam glycerol. Nếu đốt cháy hết m gam X này thì cần vừa đủ là 3,445 mol oxy, thu được ở đây là 2,43 mol CO2 và 2,29 mol nước. Để bài yêu cầu xác định khối lượng của anh Y trong m gam X là bằng bao nhiêu. Nếu đối với tập này thì thầy vẫn như một thói quen thôi, chúng ta cứ đồng đẳng hóa đi. Ở đây thì mình có là hỗn hợp đây là hỗn hợp X. Người anh em thứ nhất là thằng chất béo Y. Chất béo Y thì ký hiệu nó ở cái dạng đơn giản nhất đi. Đó là anh này sẽ là HCO, HCO tất cả 3 lần, C35 đây. Đó, anh axit béo đây thì mình cứ lấy anh axit HCOH đây. Đó. Và mình biết rằng là bọn axit này thì nó sẽ còn có nhiều C gắn ở bên trong này. Thế nên do đó thì mình sẽ phải đắp thêm C2, tí nữa mình lấy C2 để nhét vào trong bọn này, nhét vào trong thằng axit này và chất béo này. Và chất béo này thì là chất béo chưa chắc nó đã no đúng không? Nhưng mà mình đang cố tình, bơm. Mình đang cố tình bơm cho nó bơm vào cho nó no đúng không? Thì vậy thì mình sẽ phải trừ đi một lượng hydro đây, Ok nhé. Thì ta sẽ có như sau này. Ở đây thì thí nghiệm thứ nhất là người ta đem đi, thầy có nghĩa là đốt đi, Đó, đốt trong oxy. Thì lượng oxy đấy sẽ bằng là 3,445 mol. Thu được ở đây là CO2 và H2O, CO2 và H2O. CO2 đây là bằng 2,43, còn đánh nước đây có số mol là bằng 2,29, 2,29. Và ở cái thí nghiệm mà thủy phân trong môi trường kiềm, ở đây cho tác dụng với NaOH, cho tác dụng ở đây đó là NaOH. Thì NaOH đây người ta lấy một lượng NaOH dư thoải mái đi, thì sẽ thu được cái gì? Thu được glycerol C3H5OH tất cả 3 lần và người ta tặng sẵn số mol glycerol này mà 2,76. Và đây thu được là hỗn hợp gồm có hai muối có cùng số nguyên tử carbon. Thế vậy thì ở đây muối chúng ta sẽ có là anh HCONa nhé, HCONa, C2 đây, C2. Và đây là sẽ là anh hydro. Đấy, C2 và hydro nó luôn đi theo thằng muối các bạn nhé, chứ không phải có chuyện C2 với thằng hydro đi đắp vào thằng glycerol, trái đắp vào đấy bây giờ. Bởi vì glycerol là chất xác định rồi mà, đúng không? Đắp vào đấy làm gì? Chỉ đắp vào thằng gốc muối thôi nhé. Mình sẽ bấm nốt này, số mol của anh glycerol đây sẽ bằng là 2,76. 2,76 em chia cho 92 thì thằng này sẽ là 0,03 mol, anh này sẽ có số mol là 0,03 mol. Mình sẽ có như sau này, anh glycerol đây, anh này 0,3 này thì thằng này sẽ có số mol là 0,3 nhé, điền luôn đây để giảm bớt ẩn đi. Và bây giờ thì ba thằng này mình chưa biết, mình đặt ẩn thôi, ABC nhé, ABC hoặc là XYZ tùy bạn, thầy đặt đây là A này, anh này B này, anh này C. Ta sẽ có phương trình thứ nhất là phương trình liên quan đến thằng oxy, mà liên quan oxy thầy vẫn dùng cái chiêu quen thuộc thôi, bảo toàn E nhé, bảo toàn E. Bạn nào mà không biết bảo toàn E như nào thì em có thể tham khảo cái video bảo toàn E chất hữu cơ. Ok, thằng này trao đổi 20E này, trao đổi 20E thì 20 nhân với 0,03. Anh này thì trao đổi 2E sẽ là 2 nhân A Thằng này trao đổi là 6E, 4 cộng 2 mà là 6. Thì đây sẽ là 6B. Thằng này trao đổi là 2E sẽ là 2C. Và F nó bằng số 3,445 nhân 4. Oxy trao đổi 4 em mà. Tiếp tục với phương trình thứ hai là phương trình bảo toàn carbon. Bảo toàn carbon đây. Anh này có 6 carbon thì sẽ là 6 nhân với 0,03. 6 nhân 0,03. Anh này có 1C. Ok, anh này có 1C cộng với B. Và F nó bằng số 2,43. 2,43 chính xác. Tiếp tục này, cho hàng nước. Nước thì mình sẽ bảo toàn hydro thôi. Nước thì bảo toàn hydro. Thì mình có này, bảo toàn hydro. Bảo toàn hydro đây. Thì cháu này có tất cả là 8 hydro. Đúng không? 8 nhân với 0,03. Anh này hydro có 2 hydro là 2A. Anh này có 2 hydro thì đây sẽ là 2B. Anh này có 2 hydro 2C. 2C và F đã bằng số 2,29 nhân đôi. 2,29 nhân 2. Sau khi mình có được anh A, anh B, anh C rồi, 3 ẩn này rồi thì mình bấm máy tính thôi. Bấm máy tính thì ra được 3 ẩn nhé. 3 ẩn đây. A bằng, B bằng và C bằng. Sau khi tính được A, B, C rồi thì mình sẽ tiến hành mình ghép chất đấy em ạ. Ghép chất. Bấm máy tính thôi. Ở đây thì sẽ là gì đây? 2 này, 6 này, 2 này, 3,445 nhân với 4 trừ đi 0,03 nhân 20. Cái này sẽ là 1 này, 1 này, ẩn C bị khuyết này, 2,43 trừ đi 0,03 nhân 6. Ở đây thì sẽ là 2 này, 2 này, 2 này. 2,29 nhân với 2 trừ đi 0,03 nhân với 8. Ok, đẹp rồi em ơi. Anh A này có số mol là 0,04 mol. Anh B này là 2,21. B này là 2,21. Anh C là bao nhiêu? Là trừ 0,8. Trừ 0,08. Rồi, sau khi có ABC rồi thì mình chốt đây nhé. Chốt đây. Chốt như nào? Thì thằng A đây đã cứ tạm thời cho thằng axit đây. Cháu nó bằng 0,4 này. Thằng A đây bằng 0,4. Xong. Anh CS2 đây bằng nhiêu? CS2 đây sẽ bằng là 2,21. Còn anh C bằng nhiêu? Trừ 0,08. Như vậy thì nếu mà ghép thẳng vào đây, nếu ghép thẳng vào thằng chất béo này được chưa? Và thằng axit này thì khả năng nó hơi vất vả các bạn. Thì thầy sẽ ghép vào trong thằng axit, ghép vào trong thằng muối trước. HCONa đây thì HCONa đây thì mình sẽ gom nhé. Ở đây có HCO này, đây có HCO này, gom hết lại thì 0,03 mà nhân với 3 là 0,9 cộng 0,4 nữa. Thì anh này sẽ có số mol là bằng 0,13 các bạn ạ. Đấy, thằng này là muối đây 0,13. Còn C2 đây thì vẫn là 2,21 thôi, 2,21. Và thằng hydro đây là bao nhiêu? Vẫn là trừ 0,8, trừ 0,8. Và người ta gợi ý chúng ta là thu được 2 muối có cùng số C. Em có thể quan sát lại cái chỗ đề bài đây ạ. 2 muối có cùng số C. Như vậy thì chỗ muối này đúng không ạ? Mình sẽ có muối đây thì mình chỉ việc lấy C2 mình chia cho thằng đây mol muối. Mol muối có mol muối chưa? Rồi. Có mol của thằng carbon chưa? Có rồi. Thế vậy thì số carbon nhé, số C trong muối, số C trong muối sẽ bằng đấy, muối là mol muối bao nhiêu? Mol muối là 0,13. Thế vậy số carbon bao nhiêu? Thằng này 0,13 cộng với 2,21, 2,21 cộng với carbon đây, đây có một carbon là cộng với 0,13. Thế vậy muối chúng ta, số C trong muối sẽ bằng 2,1 này. Cái động tác này rất là nhỏ thôi nên thầy viết ngoài nháp thôi, 2,1 cộng với 0,13 này, đó, cộng 0,13 chia cho 0,13, ok, thì nó bằng 18, đó. Thế vậy thì muối của chúng ta, được chưa? Muối chúng ta nó sẽ có hai muối, đó là muối gì? Muối C17, H bao nhiêu đây? Đây sẽ là COO, đây sẽ là COO, Na, đấy, tầm 18C chưa? Đó, thằng muối ở dưới cũng thế thôi, thằng muối dưới cũng là C17 này, C17, đúng không? H bao nhiêu? Không biết, đây là COO, Na, đó. Và ở đây thì sẽ có làm sao? Một thằng, bạn để ý này. Ở đây thì sau khi biết là C17 rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành ghép chất này. Đấy, C17 này, CO này thì bây giờ mình ghép chất đây. Mình sẽ ghép đây, ghép. Đấy, ghép chất thì thầy sẽ viết ở dưới đây bởi vì chỗ này nó hết giấy mà. Chỗ này mình sẽ ghép chất này, ghép. Ghép đây nó ghép trong câu đáp x nhé, ghép chất trong x. Thì ta có này chất thứ nhất đây sẽ là C17, C7H, COO, CO tất cả 3 lần đây, C35, C35. Và anh này bao nhiêu mol? Anh này có số mol là 0,03 mol. Và người anh em axit béo sẽ bao nhiêu? C17, C17H bao nhiêu không rõ, để im đây. COH đó. Anh có số mol bao nhiêu? Thằng này là 0,04. Và bạn hãy quan sát vào cái chỗ thằng hydro ấy. Đó, hydro bị âm là 0,08. Thế chứng tỏ một điều rằng là cái anh 0,08 này thì bằng bao nhiêu? 0,08 này. Đấy. 0,04 này, mi 0,08 này gấp đôi nhau thì chứng tỏ thằng này sẽ có hai liên kết pi. Thằng C là 0,08 này thì nó tượng trưng cho gì? Số mol của pi. Số mol của pi là bằng 0,08. Đúng không ạ? Mol pi này thì bằng gấp mấy lần? Gấp mấy lần thằng axit béo? Gấp 2 lần axit béo. Đấy, gấp 2 lần axit béo. Còn 0,08 thì nó chả liên quan thì đến số 0,3 này, không liên quan thì đến 0,3. Nó chỉ là gấp đôi thằng 0,04 thôi. Đấy, gấp đôi 0,04. Thì tức là thằng chất axit béo này nó sẽ phải có 2 liên kết pi. mà có 2 ly pi thì thằng này sẽ phải là C17. Bình thường nó no là 35 nhé, dính 2 ly pi thì nó hụt đi 2 đô, thì ông này chỉ còn 31 thôi. Còn thằng này thì nó no rồi, bởi vì pi nó không nằm trong chất này, pi giữa C với C không nằm trong thằng chất béo. Như vậy thằng này sẽ là C17, H đây sẽ là H35, còn ông này chỉ H31 thôi, xong. Và chất béo này thì người ta ký hiệu ông này là tên nó là Y, đúng không? Y. Còn axit béo đây thì người ta ký hiệu là Z. Người ta hỏi khối lượng bằng Y, vậy ta sẽ có đây M của anh Y sẽ bằng bao nhiêu đây? 003. Thằng này 17 nhân với 12 cộng 35 cộng 44 này, tất cả nhân với 3 này, cộng với 41 này, rồi nhân với 0,03. Ok, thằng này 267 nhé. Thằng này sẽ là 26,7 gram. Và đáp án ở câu chất béo này chúng ta phải chốt là 26,7, đáp án là B nhé. Đáp án đây là B. Để bài câu 73 cho như sau. Cho gam hỗn hợp X gồm có FeS2, FeCO3, CuO, Fe23. Trong hỗn hợp X này thì oxy chiếm 15,2% về khối lượng. Và cho bình kín, thể tích không đổi, chứa 0,54 mol oxy dư. Nung nóng bình đến phản ứng xảy ra hoàn toàn, rồi đưa về nhiệt độ ban đầu thì thấy áp suất trong bình giảm đi 10% so với áp suất ban đầu. Coi thể tích chất rắn là không thay đổi. Gì đây? Ở mặt khác, hòa tan hoàn toàn gam X này bằng H4 đặc nóng thì thu được dung dịch Y chứa 1,8 gam hỗn hợp muối gồm có muối sắt 3 sunfat và muối đồng 2 sunfat và 1,08 mol hỗn hợp khí gồm có CO2 và SO2. Giá trị của M bằng bao nhiêu? Thì đối với tập này thì đây là cái cách giải mà thầy tạm thời bây giờ chỉ nghĩ ra một cách giải duy nhất thôi. Thì bây giờ thầy sẽ chữa bạn xem như sau này. Ở đây mình có hỗn hợp X thì gồm có 4 chất. Nhưng 4 chất này thì lại cấu thành từ 5 nguyên tố, thì mới đầu định là quy đổi đấy, nhưng mà nếu mà quy đổi ra thì nó có 5 nguyên tố nên khả năng nó hơi khó. Vậy thầy cứ dụ nhiên là 4 chất. Ở đây mình sẽ có là chất thứ nhất là anh FeS này, chất thứ hai đó là anh muối sắt 2 carbonat, anh CuO và Fe2O3. Hỗn hợp X này thì đầu bài cho là M gam và đề bài hỏi chúng ta là giá trị của M bằng bao nhiêu. Hỗn hợp X này thì tiến hành 2 thí nghiệm nhé. Thí nghiệm thứ nhất là người ta đốt trong oxy và người ta cũng cho thẳng luôn oxy đây là người ta lấy hẳn là oxy dư. Lượng oxy người ta lấy là bao nhiêu? Là 0,54 mol. Khi mà đốt trong oxy thì toàn bộ anh sắt này sẽ lên số siêu hóa cao nhất thì sẽ là anh Fe2O3, Fe2O3 và toàn bộ anh đồng này thì vẫn giữ nguyên em ạ. Đây vẫn là đồng 2 em ạ, vẫn là CuO. Và đây mình sẽ thu được là phần hỗn hợp khí. Tại sao mình lại quan tâm hỗn hợp khí? Bởi vì hỗn hợp khí thì mới gây ra áp suất, và có gây ra áp suất thì mình mới căn cứ vào cái chỗ mà giảm đi 10% này để mình biện luận theo. Thì ở đây có carbon này kiểu gì nó cũng biến thành CO2. Ở đây có lưu huỳnh thì kiểu gì lưu huỳnh nó cũng biến thành SO2. Và ở đây có cả oxy dư em ạ. Ở đây có cả anh oxy dư. Đó. Tiếp tục là thí nghiệm thứ hai là người ta cho anh X này vào trong H4 đặc. Cho anh X này vào trong H2SO4 đặc này. Và ở đây thì đặc đây và nóng thì thu được đây là phần muối. Ở đây thì mình sẽ có là phần muối. Muối đây thì gồm có 2 muối. Một muối đó là muối sắt 3 sunfat, Fe2, SO4 tất cả 3 lần và muối đồng 2 sunfat. Tổng khối lượng muối này có khối lượng bằng 1,8 mg, 1,8 mg. Ở ngoài thu được cái phần muối này thì người ta còn cho là thu được là hỗn hợp khí. Ở đây thu được là hỗn hợp khí. Hỗn hợp khí thì gồm có 2 khí thôi, đó là khí CO2 và khí SO2. Tổng số mol hai khí này là bằng 1,08 mol các bạn nhé. Đó. Thế vậy đối với tập này chúng ta sẽ xoay sở như thế nào? Thì các bạn hãy để ý như sau này. Đầu tiên là thầy sẽ gọi số mol của 4 anh này là ABCD. Thầy cũng không có cách nào quy đổi nhanh hơn đâu. Tạm thời vì là cũng vừa mới đọc đề bài xong và vừa mới nghĩ ra cách này thì thầy sẽ làm luôn cho các bạn theo cách này. Còn sau này ngày mai thầy nghĩ thêm xem có cách gì hay hơn không thì thầy sẽ làm cho các bạn cách hay hơn nhé. Ở đây thì ta sẽ gọi 4 chất này là ABCD này. Ở đây thì mình sẽ biện luận theo này. Thứ nhất ở đây thì người ta cho cái anh áp suất áp suất ban đầu. Đấy. Và áp suất phía sau thì áp suất phía sau ấy, nó bị giảm đi 10% so với áp suất ban đầu. Thế vậy ta sẽ có này tỷ lệ về thể tích, đúng không? Cũng tỷ lệ về áp suất P trước chia P sau thì cũng sẽ bằng là N trước chia cho N sau. Và nó giảm đi 10%, tức là gì? Ban đầu nó là 100 và lúc sau nó giảm đi 10%, tức là nó chỉ còn có 90 thôi. Đó. Mà ta có này, trước phản ứng ấy, thì em có mol của khí là mol khí gì? Mol khí oxy bao nhiêu? Là 0,54. Vậy thì mol khí lúc sau bằng bao nhiêu? Thì ta sẽ dễ dàng suy đây là mol khí lúc sau sẽ bằng. Thầy kéo dịch giấy lên cho bạn nhìn dễ nhìn nhé. Anh này sẽ làm 0,54 nhân 90, 0,54 nhân với 90 chia 100. Ok, nó bằng 0,486 mol. Thế vậy số mol sau này tức là cái số mol khí lúc sau ấy. Số mol khí lúc đầu là 054 mà, số mol khí lúc sau đây, toàn bộ cái chỗ khí lúc sau này là bằng bao nhiêu đây? Đây, nó sẽ bằng là 0,486 mol, 0,486 mol. Đó. Ok. Tiếp này. Sau khi thầy đã gọi số mol của anh sắt, đây là A, anh này B, anh này C, anh này D, thì mình sẽ bảo toàn sắt. Sắt đây sẽ là A cộng B cộng với 2D. Đây là A này cộng với B này, cộng với 2D. Đấy, ở đây có hai sắt thì mình phải chia đôi, thằng này sẽ là chia đôi nhé. Ok. Đầu đây là ấn C thì anh này sẽ gọi là ấn C. Hiện tại sẽ có phương trình thứ nhất là phương trình liên quan bảo toàn oxy, oxy đây cộng oxy đây thì bằng oxy đây cộng oxy ở vị trí này. Thì ta có này, ở đây sẽ có là 3 thằng B, ta sẽ bảo toàn oxy này, bảo toàn oxy. 3B cộng C, 3B cộng với C cộng với 3D cộng với 3D cộng với oxy đây, nhân đôi lên, 0,54 nhân đôi, 0,54 nhân 2 thì sẽ bằng oxy ở vị trí này thì 3 mà chia cho 2 là 1,5 nhé, đúng không? Thì đây sẽ là 1,5. Nhớ 3 nhân với cả biểu thức này, 3 rút gọn cho 2 luôn, 1,5 nhân với A cộng B cộng 2D. A này, cộng B này, cộng với 2D này. Đó, cộng với oxy ở trong hỗn hợp khí này, và tình cờ hỗn hợp khí này thì cả 3 khí này đều có 2 oxy, thế nên thầy sẽ lấy 0,486 nhân đôi cộng với 0,486 nhân 2. Đây là phương trình số 1 nhé, đây là phương trình số 1. Tiếp tục này, phương trình số 2, đó là phương trình liên quan đến gì? Người ta bảo là khối lượng của oxy chiếm 15,12% khối lượng. Khối lượng của oxy, đúng không? Trong x chiếm 15,12 về khối lượng. Thì đây khối lượng oxy đây, mình sẽ bóc ra. Ta có này, anh oxy đây sẽ là 16 này, m lớn này nhân số mol, 3B, 3B cộng với C, 3B cộng với C này, cộng với 3D này, 3D đây. Đó. Thì nó sẽ chiếm 15,2%, đúng không? 152% về khối lượng của cả hỗn hợp. Thì hỗn hợp này thì bằng bao nhiêu đấy? Thằng này 120A, thằng này sẽ là 120A cộng với khối lượng của thằng này sẽ là 116B, 116B cộng anh này là 80C, cộng anh này là 80C, cộng anh này là 160D, 60D. Họ 4 ẩn đấy các bạn, nó hơi dài một tí nhưng phải biết làm nào được, vận dụng cao phải chấp nhận chứ. Được hai phương trình rồi, tiếp tục là phương trình tiếp theo, đó là phương trình liên quan đến muối đây. Liên quan đến muối thì mình bảo toàn sắt. Mình bảo toàn sắt này, sắt đây cộng sắt đây cộng sắt đây thì nó chui hết vào trong muối này. Thì anh này sẽ là A cộng B, A cộng với B cộng với 2D, tất cả chia 2 nhé. Đó. Còn đầu đây là ấn C thì hiển nhiên anh này cũng là ấn C, mình sẽ có khối lượng muối liên quan đến 1,8m đây. Mà lớn của anh này là 400, 400 rút gọn cho 2 thì anh này sẽ là 200 luôn, mình ghi luôn 200 cho nó gọn nhé. 200 nhân với A cộng B, A cộng với B cộng với 2D. Đây là khối lượng của muối sắt sun phát, sắt 2 sút sắt 3 sun phát cộng muối đồng sun phát đây là 160C, 160C thì sẽ bằng 1,8m, 1,8m. M là bằng gì? M là bằng cả 4 anh này cộng với nhau. Đây, m là bằng 4 anh này cộng với nhau. Thì mình sẽ có này, 120, 120A cộng với 116B cộng với 80C cộng với 160D. Đấy. Ok. Đây là phương trình thứ mấy ạ? Phương trình thứ 3, và 4 ẩn thì phải có 4 phương trình mới giải được, và chúng ta sẽ khai thác nốt cái phần khí này. Phần khí này thì bạn nhìn thấy CO2 đây, bạn nhìn thấy CO2 chưa? Đấy, carbon đây là ẩn B này. Thì hiển nhiên CO2 đây chắc chắn nó là ẩn B, không phải bàn cãi. Được chưa? Và anh SO2 đây sẽ bằng mol tổng là 1,08 trừ đi thằng CO2 là trừ đi thằng B. Ok, và phương trình cuối cùng đây thầy chốt, đó là phương trình bảo toàn E. Nói đến bảo toàn E ở đây thì anh đồng đây, đó là đồng 2 thôi thì không trao đổi E nhé, sắt đây là sắt 3 rồi không trao đổi E, chỉ có chất FeS2 và FeCO3 thì trao đổi E thôi. Anh này trao đổi 15E, vì sao? Anh sắt đây thì trao đổi 3E này, còn lưu huỳnh từ lưu huỳnh 0 lên lưu huỳnh dương 6 thì dương 6 với cả nhân 2 thì là trao đổi 12E cộng với 3 của thằng sắt ấy, thì tổng chất này trao đổi 15E. Thì cái phần này trao đổi E như nào, cụ thể nào thì ở trong cái video về phương pháp nói về H24 đặc ấy, thì thầy đã nói về cái này rồi nhé. Bạn có thể xem trong khóa học, và trong khóa học thì thầy chữa hơn khoảng tầm 60 bài tập như này rồi thì các bạn có thể tham khảo thêm. Anh này sẽ là bảo toàn E này, 15A này cộng với này B, FeCO3 mà thì thằng này sắt mấy rồi ạ? Thằng này là sắt 3. À, sắt 2 trao đổi 1E nữa thôi. Đấy, thế vậy thì là cộng với B thì sẽ bằng thằng SO2 trao đổi mấy E, SO2 trao đổi 2E thì 2 nhân với 1,08 trừ đi B. Đó, và em sẽ bấm máy tính nhé, bấm 4 phương trình 4 ẩn này ra và mình sẽ ra được các ẩn đây là ẩn A bằng, B bằng, C bằng và D bằng. 4 phương trình 4 ẩn thì kiểu gì kiểu nó cũng ra được 4 ẩn thôi, bạn cứ bấm thôi. Và kết quả đây thì mình sẽ có như sau này. Ở đây anh A thì mình ra được là 0,132 mol, anh B bằng 0,06, anh C bằng 0,06 và anh D đây thì bằng 0,015 nhé, 0,015. Và mình sẽ dễ dàng suy đây là m của hỗn hợp x, m x, và bạn bấm ra và là kết quả ra bằng 30g nhé. Em tự thay số và em tự bấm. Ok. Thế nhé bạn nhé, và chúng ta tiếp tục sang nội dung câu tiếp theo. Chúng ta tiếp tục với nội dung của câu số 74 này, bài câu 74 cho anh xong. Phân đạm ure thì cung cấp cho cây trồng nguyên tố kali, đúng hay sai? Thì ure thì công thức là gì? Ure nó là NH2 tất cả hai lần CO. Cái này chứa nguyên tố là nitơ thì cung cấp phân đạm nhé. Cung cấp phân đạm các bạn, không phải là phân kali đâu, bỏ qua đi. Thế vậy đáp án A và phát biểu A là sai rồi. Điện phân CuSO4 thì thu được kim loại Cu anode là sai. Thu được kim loại Cu nhé, phải là K-tốt, là chính xác, anode là sai. Số khí CO2 đến dư và trong natri aluminat thì xuất hiện kết tủa. Ok, ở đây sẽ thu được kết tủa keo trắng, đó là AlOH tất cả 3 lần, đúng nhé, đúng em ạ. Các đồ vật bằng sắt thì khó bị ăn mòn hơn khi được quét sơn bề mặt. Ok, một khi đã được quét sơn hoặc là bôi dầu mỡ các thứ, hoặc là lấy dây, lấy túi ni lông, lấy cái nhựa ni lông để bọc thì nó là phương pháp bảo vệ bề mặt, nên do đó thì sắt sẽ được bảo vệ, chính xác, đúng nhé. Thế câu 74 này có tất cả là 2 phát biểu đúng, chúng ta chọn là C. Tiếp tục sang câu số 75. Câu số 75 cho như sau. Cho sơ đồ chuyển hóa. Cho sơ đồ chuyển hóa đây thì anh Bari BAOH lần đây thì ăn được thằng E. Bari BAOH lần ăn được thằng E. Thì đều ăn được E nhé, và tạo ra X và tạo ra Y, hai chất này khác nhau. Ok. Rồi sau khi tạo được thằng X và Y khác nhau rồi, người ta cùng cho tác dụng với thằng F. Và khi tác dụng F rồi thì cùng sinh ra một sản phẩm là Z. Biết X, Y, Z, E, F thì đều là những hợp chất khác nhau. Mỗi mũi tên tương ứng với một phương trình hóa học. Các phản ứng xảy ra ở đây là giữa hai chất tương ứng, cho anh E và anh F, và các chất E và F thỏa mãn sơ đồ ở trên lần lượt là đoạn này hơi xương nhé. Chúng ta sẽ thử với đáp án là đáp án A, thử xem như nào. Đáp án A đây thì BA nhé, chúng ta sẽ có BaOH 2 lần đây, đó BA lần đây. Sẽ tác dụng với ai ạ? Tác dụng với thằng E. E chính là thằng này đấy, E chính là thằng N24 đây. Cho tác dụng với Na2SO4. Được chưa? Thì nó chỉ có thể tạo được là gì? Nó chỉ có thể tạo được là BaSO4 và NaOH thôi, NaOH. Nó không còn khả năng tạo ra được thằng nào cả, đúng không? Thế vậy thì người ta bảo là tạo ra ở đây là những chất khác nhau. Thế vậy thì mình không tạo được những chất khác nhau, thế vậy A là bọi rồi, không được. Thế mình sẽ thử với đáp án, đó là thử với đáp án là đáp án B, thử xem được không nhé. B này. Thì ta sẽ có này BA này, BaOH này lần. Em cho tác dụng với là HCO3. Ok. Đấy. Thằng E mà cho tác dụng với là AHCO3 thì lại thu được gì đấy ạ? Tỷ lệ 11 đi, tỷ lệ 11 và một thằng là tỷ lệ 12 thì sẽ tạo ra sản phẩm khác nhau. Tạo đây, anh này sẽ ăn được là AHCO3, cái này tỷ lệ 12 đi, thì một thằng OH kết hợp một thằng HCO3 thì tạo ra đây một thằng CO3, CO3 kết hợp bari tạo ra BaCO3. Ở đây vẫn dư lại một OH kết hợp với natri thì tạo ra đây là NaOH. Đây là nước này, đó. Ở đây thì có hai thằng OH kết hợp với hai HCO3 thì sẽ tạo ra là hai thằng CO3, một CO3 kết hợp với bari, và một thằng CO3 kết hợp với thằng natri tạo ra là hai CO3. Hai OH kết hợp hai thằng này thì tạo ra hai nước đó. Thế vậy thì bây giờ người ta bảo là gì ạ? Cho cái sản phẩm đây, sau khi tạo ra được thằng X và thằng Y rồi, đấy, thằng X và Y rồi thì cho X và Y này tác dụng với thằng F. X và Y tác dụng thằng F, BaCl2. Thì ở chỗ này có thằng nào tác dụng BaCl2 không? Thằng này không tác dụng BaCl2, lại không tác dụng BaCl2, không tác dụng BaCl2. Có mỗi một thằng này tác dụng BaCl2 thôi thì không thỏa mãn. Phải là cả thằng X và thằng Y này đều tác dụng với F, tôi phải tạo ra được hai thằng có khả năng tác dụng được với BaCl2. Thế vậy thằng này phế thôi, vứt nhé. Tiếp tục là chúng ta thử với đáp án C, tác dụng với CO2. Thì đây, BaOH này lần đây, cho tác dụng với CO2, Nếu mà kiềm mà dư nhé thì anh này sẽ tạo ra là BaCO3, đó. Và anh BaOH lần này, đây là thử với đáp án B nhé. Đây còn thử với đáp án C. Thì BaOH lần đây cho tác dụng với CO2, nhưng mà CO2 người ta lấy mà dư thì sẽ tạo ra là BaHCO3 tất cả hai lần. Ok. Thế vậy thì tạo được hai chất khác nhau rồi. Anh X và anh Y là khác nhau rồi. Và bây giờ cả hai này cùng tác dụng với F, cùng tác dụng với NaHL4 đây. Anh này có tác dụng được với NaHL4 không? Có tác dụng vượt với NaHL4. Thằng này có tác dụng được với NaHL4 không? Có, cũng tác dụng được với NaHL4 và cùng thu được sản phẩm đây là BaSL4, Ok. Thế vậy thì nó hoàn toàn khớp với những cái dữ kiện đầu bài người ta cho. Thế vậy câu 75 này chắc chắn là đáp án sẽ là C. Và chúng ta nếu mà cẩn thận thì chúng ta phân tích nốt đáp án D nhé. Mặc dù nếu mà đi thi nhé, bạn đến đây thấy nó đúng rồi đúng không? Chúng ta dừng bài toán luôn, chuyển sang câu khác luôn. Nhưng mà nếu mà chúng ta ngồi chúng ta phân tích thêm ý D như vậy thì tìm hiểu thêm nó sai ở đâu thì các bạn kiên nhẫn thêm mấy phút nữa nhé. Nếu mà thử với đáp án D thì ta sẽ có lại BaOH này lần. Ba lần này sẽ tác dụng với Na2CO3. Na2CO3 đó. Thì nó chỉ tạo ra sản phẩm duy nhất thôi, đó là BaCO3 và NaOH này. Đấy. Nó là như thế này nhá. Đấy, thì tạo ra BaCO3 và NaOH. Mà cứ cho tạo ra được hai sản phẩm đi, thì một thằng là X đi, một thằng là X, một thằng là anh Y. Và bây giờ cho nó tác dụng với gì? Cho tác dụng với thằng F. Thằng F đây là gì? Là HCl. Đấy. Đấy, cứ cho là hai thằng này nhé, một thằng là X và thằng là Y đi, đúng không? Thằng này cho tác dụng HCl thì chúng ta lại thu được đây là BaCl2. Còn thằng này do tự với HCl thì nó thu được là ACl. Như vậy hai chất này khác nhau thì nó không thể là cùng là Z được. Khi mà cho tác dụng với HCl đấy, HCl đây thì phải cùng thu được thằng Z giống nhau, nhưng mà nó không thu được Z giống nhau. Thì vậy ý đây là vứt đồng loại. Chốt lại là câu 75 là chúng ta chọn là đáp án C bạn nhé. Cái loại bài tập như này thì chỉ có cách đó là thử đáp án thôi, chứ còn bảo là thầy che 4 đáp án đi làm thì có mà làm vào mắt, không làm được đâu các bạn ạ nhé. Ok, trời nó mưa quá, nó ồn quá, các bạn có gì các bạn thông cảm nhé các bạn ơi. Chúng ta tiếp tục sang câu tiếp theo, câu số 76 ạ. Chúng ta tiếp tục đến với nội dung câu số 76 này, để bài câu 76 cho anh sau. Nung nóng amon hỗn hợp X gồm các propen, acetylen và hydro với xúc tác là niken trong bình kín, chỉ xảy ra phản ứng cộng với hydro. Sau một thời gian thì thu được hỗn hợp Y có tỷ khối so với anh X là 1,25. Đốt cháy hết Y thì thu được là 0,87 mol CO2 và 1,05 mol nước. Mặt khác anh Y này phản ứng tối đa với 0,42 mol brom trong dung dịch. Giá trị của A bằng bao nhiêu? Ở đây mình có này, hỗn hợp đây là hỗn hợp X này. Hỗn hợp X thì sẽ gồm có những chất gì? Thứ nhất là nó sẽ gồm có anh propen. Propen thì nó là C3H6. Ai đó mà chẳng hay mà quên mất danh pháp và phần hydrocarbon thì các bạn nhớ học lại nhé. Anh acetylen đây thì công thức của nó là C2H2 và hydro đây. Anh này có số mol bao nhiêu? Đề bài cho sẵn anh này có số mol là vàng A mol, nó là ẩn và chúng ta phải đi tìm A đấy. Anh này thì người ta cho đi qua niken nhiệt độ, đun với niken nhiệt độ đây, thì sau một thời gian thì mình thu được đây là hỗn hợp Y. Hỗn hợp Y thì gồm có ai nó tù mù, mình không biết nó là ai cả, từ kệ đi, nó là chất gì kệ nó nhé, kệ nó. Và thằng Y là bao nhiêu mol mình không biết, thôi cũng kệ nó luôn. Cho anh Y này thì làm gì ạ? Anh Y này thì người ta cho tham gia hai phản ứng, một là đem đi đốt cháy, một là đem đi đốt này. Đốt trong gì? Đốt trong oxy thì có CO2 và có nước nhé. CO2 có này, anh nước có này. CO2 bao nhiêu? CO2 là bằng 0,87, tặng sẵn số mol rồi. Nước đây thì bằng 1,05 mol, nước 1,05 mol. Và nếu mà cho anh Y này mà tác dụng với brom thì lượng brom hy sinh là bằng 0,42 đó. Và bây giờ cái đối với thằng Y này thì rất là ngon lành, ngon như nào? Vừa đốt cháy, vừa kết hợp giữa phản ứng đốt cháy và kết hợp với phản ứng tác dụng với brom, thì chuyên đề trong khoa học cái loại này là rất sở trường các bạn rồi đúng không? Mình sẽ có như sau này. Ta sẽ có này, mình sẽ sử dụng công thức này, số mol của brom này, viết các bạn công thức nhé, số mol brom này trừ đi số mol của hỗn hợp Y thì sẽ bằng số mol của CO2, số mol CO2 trừ số nước. Đây viết lại công thức cho bạn, nếu bạn đã quên ấy, thì xem lại công thức này. Ta có này, brom bao nhiêu? 042. Hãy brom đây là 042 này, trừ đi số mol của anh Y, trừ số mol Y thì bằng số mol CO2 trừ số nước. CO2 đây là 0,87 trừ số nước là 1,05. Mình sẽ nhẹ nhàng ra được số mol anh Y đây. Số mol anh Y mình sẽ có ngay là bằng bao nhiêu chuyên vế đổi dấu sang thì bên này sẽ là 0,42 cộng với 1,05 trừ đi 0,87 thì thằng này 0,6 mol nhé. Anh Y đây mình sẽ dễ dàng bấm ra được là 0,6 mol. Và ta lại có tiếp này, số mol của anh X, chia cho số mol của anh Y thì sẽ bằng là MI chia cho MX. Đó, biểu tượng này sẽ tương đương với cái gì ở đây? Mol X thì nó chính là ẩn A đây, mol của hỗn hợp X thì là ẩn A. Mol Y biết chưa? Biết rồi, nó bằng bao nhiêu? 0,6 thì bằng bao nhiêu? MI chia cho MX, nhìn kỹ đầu bài tặng sẵn này đây. Sau thời gian này thì mình thu được hỗn hợp Y có tỷ khối so với thằng X là 1,5. Thế mình thay luôn MI chia MX bằng 1,5 đấy, 1,25. Từ đó mình sẽ ra được đây giá trị của A bằng 0,6 này nhân 1,25, kết quả sẽ bằng 0,75. Đáp án mình chốt đây nhé là 0,75 mol. Đúng hai dòng đấy, một dòng trên, một dòng dưới, xong, quá đơn giản. Chúng ta tiếp tục sang nội dung câu tiếp theo, câu số 77 ạ. Chúng ta tiếp tục đến với nội dung câu số 77 này. Đang quay trời lại đổ cơn mưa các bạn ạ. Bình thường lúc rảnh rỗi ngồi dưới mái hiên nghe tiếng mưa rơi trên mái tôn ấy, nghe cảm giác thơ mộng lãng mạn vô cùng luôn, thích lắm. Nhưng mà không hiểu tại sao đang quay video và mưa cảm giác rất là bực mình luôn. Khả năng nó hơi ồn một tí nhé, thì thầy sẽ cố gắng nói to hơn một chút nữa. Thì các bạn thông cảm, bởi vì trời mưa ấy, ở miền Bắc bây giờ không biết đến bao giờ mới tạnh cho, mà đến đợi lúc tạnh xong mới quay xong thì có khi các bạn tự làm được hết rồi, cần gì phải tham khảo video của thầy nữa, đúng không? Mà trong khi đó bao nhiêu bạn đang hối thúc, bao nhiêu con người đang chờ đợi. Ok, bắt đầu nhé, thông cảm nhé, mưa rơi quá. Nung mg hỗn hợp X gồm có FN là bao nhiêu lần này, KN3 này trong bình kín này, không có không khí đến khối lượng không độ thì thu được chất rắn chất rắn Y và hỗn hợp khí Z. Hấp thụ hết anh Z này vào trong nước đến thì thu được ở đây là 400 ml dung dịch E chỉ chứa một chất tan duy nhất thôi, có pH bằng 1, không có khí thoát ra. Giá trị của M bằng bao nhiêu? Mình sơ đồ hóa bài toán như sau này. Hỗn hợp X thì gồm có hai chất, hỗn hợp X gồm có hai chất, đó là anh FeNO3, FeNO3 tất cả đây là 2 lần, và anh KNO3, KNO3. Khi anh này tiến hành đem đi nhiệt phân thì phản ứng xảy ra hoàn toàn mà, và phản ứng xảy ra hoàn toàn đây thì mình sẽ có cái phần chất rắn Y, gồm có này anh FeN3 tất cả 2 lần đây thì kiểu gì nó cũng tạo ra chất rắn là Fe2O3, KN3 đây thì kiểu gì cũng tạo ra kali nitrit đó. Và đây thì mình sẽ có phần hỗn hợp khí Z. Hỗn hợp khí Z thì chỉ có gồm 2 khí thôi, một là khí NO2 và hai là khí oxy, chỉ có 2 khí này thôi, không còn khí nào khác đâu các bạn yên tâm. Rồi 2 khí này người ta làm gì? 2 khí này người ta sục vào trong nước, và nước thì người ta lấy dư thải con cá mái luôn, thì mình sẽ thu đây là dung dịch E. Dung dịch E chỉ chứa một chất tan duy nhất, thế vậy thì nó chính là axit HN3, HN đây, HN3 bao nhiêu mol? Có thể tích chưa? Có rồi. Có nồng độ chưa? Có rồi. Như vậy chúng ta sẽ xoay sở như sau. Ta xoay như sau này. Thứ nhất là pH, đúng không ạ? Thứ nhất là ta sẽ có pH đây là bằng 1. pH bằng 1 thì suy ra nồng độ của H cộng. Đấy, cháu nó sẽ bằng là 0,1 m. Thế có nồng độ chưa? Có rồi. Có thể tích chưa? Có rồi. Thế vậy thì mình sẽ dễ dàng suy ra số mol của H cộng, và cũng chính là số mol của axit HN3 luôn, chính là số mol HN3. Bằng bao nhiêu? 0,1 này. Đó, nhân với 0,4 này thì anh này sẽ bằng là 0,04 mol. 0,04 mol. Em điền đây nhé là 0,04. Đó, vậy em sẽ bảo toàn liter, vậy em sẽ có được anh này sẽ là bằng 0,04. Và người ta bảo là gì ạ? Không có khí nào thoát ra thì hai này phải bắt buộc phải tỷ lệ 1:4 vừa đẹp luôn, không thằng nào thừa, không thằng nào thiếu. Được chưa? Thì không có khí thoát ra, bạn này 0,4 thì thằng này sẽ là 0,01. Nếu bạn nhẩm được như thế thì nó phải quá tuyệt vời. Còn nếu bạn bảo Huy cái này em học cách đây hàng trăm năm rồi, làm sao em nhớ được cái phương trình này, tại sao tỷ lệ 1:4 lại tạo ra HN3 hả thầy ơi? Thì đây giải thích cho bạn một chút nhé, giải thích cho bạn đây, thầy viết đây. NO2 này, đó, tác dụng với anh oxy này, đúng không? Kết hợp với anh nước đây thì sẽ tạo đây là axit HNO3. Hệ số cân bằng ở đây thì thầy sẽ cân bằng là gì? Ở đây có 2 hydro, ở đây 2 hydro, ok. Ở đây có 2 nitơ, đây sẽ 2 nitơ, và oxy đây thì 6 oxy trừ đi 4 trừ đi 1, đúng không? Thì còn đây là 1/2. Đó. Thì khi bạn biết số mol NO2 đây, biết số mol axit là 0,04 rồi, thì NO2 đây sẽ là 0,4, và oxy và NO2 đây gấp 4 lần nhau, 2 và 1/2 mà gấp 4 lần nhau. Thì anh này 0,04 thì anh này sẽ là 0,1, hiểu chưa? Đấy. Thế nên khi mà chúng ta ngồi, mà chúng ta ở nhà chúng ta học, chúng ta luyện ấy, thì chúng ta cố gắng nhớ luôn cái tỷ lệ này, để khi vào phòng thi chúng ta nhập một phát ra thằng này 0,4 thì thằng này 0,4, thằng này 0,4 thì gấp 4 lần thằng này thì là 0,01. Đấy. Thế nhé. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục này. Sau biết thằng này 0,04 rồi, thằng này sẽ bằng 0,01 rồi, thì ta có tiếp như sau. Mình sẽ có phương trình này FeNO3 tất cả 2 lần đây, tất cả 2 lần. Đây là nhiệt phân này thì sẽ tạo ra là Fe2O3, giải phóng NO2 và anh này sẽ là oxy. Cân bằng đây, đây 2 sắt thì đây sẽ 2 sắt, đây 4 liter thì đây sẽ 4 liter, và đây sẽ là 1/2 oxy và oxy. Tiếp tục ở đây kali nitrit, anh này nhiệt phân và kali nitrat nhé, nhiệt phân để tạo ra đây là KNO2 và anh này sẽ sinh ra là oxy, cũng là 1/2. Như bạn đã nhìn thấy ấy, thì anh này là bằng bao nhiêu mol? Anh này sẽ là 0,04 mol này. Đấy. Thì chắc chắn thôi, thằng này sẽ là 0,02 mol, nhập luôn cho xong. Đấy, NO2 này 0,04 thì thằng này 0,4 chưa? Đấy, thằng này với thằng này gấp 8 lần nhau thì thằng này sẽ là 5 × 10⁻³, 5 × 10⁻³. Được chưa? Đó. Thế vậy thì tổng số mol oxy là 0,1 nhé, thì thằng này 5 × 10⁻³ rồi, thì tổng oxy là trừ đi oxy ở cái phương trình số 1 này thì sẽ ra được oxy ở phương trình số 2. Thì anh này cũng là 5 × 10⁻³. Và anh này 1/2 và 1 thì gấp đôi nhau, thì thằng này 0,05 × 10⁻³ thì thằng này sẽ nhân đôi lên, thì thằng này sẽ 0,01. Thế vậy số mol của anh này là 0,02 và số mol anh này là 0,1. Thế vậy người ta hỏi cái gì ạ? Hỏi giá trị của M, tức là khối lượng của hỗn hợp X này bằng bao nhiêu. Biết anh này có số mol là 0,02, thằng này có số mol là 0,01, thì thằng này nhân với 101 và anh này nhân với 180 là mình sẽ ra kết quả. Đâu rồi? Bấm nhé. 0,02 này 180 này cộng với 0,01 này nhân 101 này, 101. Kết quả sẽ ra là 4,61. 4,61 và kết quả mình sẽ cần khoanh đây là đáp án B. Đấy, cũng không hề khó đúng không? Chỉ tầm cỡ 5-6 phút thôi đã xong lại một bài rồi. Chúng ta tiếp tục sang nội dung câu tiếp theo, câu số 78. Chúng ta tiếp tục đến với câu số 78 này, và trong quá trình mà thầy giảng nhé các bạn nhé. Nếu bạn đã không nghe rõ được, bởi vì nó hơi ồn, bởi ngoài trời nó mưa nó hơi to một chút, thì các bạn nếu mà không nghe không rõ chỗ nào ấy, thì bạn có thể để lại cái câu hỏi tới phần bình luận, các thầy sẽ phụ đề cho các bạn, sẽ việt sắp cho các bạn nhé. Các bài 8 này đề bài cho như sau: điện phân điện cực trơ bằng Anxop dòng dung dịch gồm có anh CuS4 và là ACL có tỷ lệ mol là 1/3 với cường độ dòng điện là 2,68 A. Sau thời gian là T giờ thì thu được là dung dịch Y chứa 2 chất tan có khối lượng giảm đi là 20,75 gam so với dung dịch ban đầu. Cho bột nhôm dư vào Y thì thu được là 3,36 lít khí hydro. Biết các phản ứng xảy ra an toàn, hiệu suất điện phân 100%, bỏ qua sự bay hơi của nước, giá trị của T bằng bao nhiêu? Thì mình sẽ có đây là dung dịch gồm có ai? Dung dịch đây gồm có CuSO4 này và NaCl. Hai ông này có tỷ lệ mol là 1/3. Thế vậy thầy cứ ký hiệu tạm nhé. Anh này sẽ là ẩn x mol và anh này sẽ là ẩn là 3x mol. Anh này tiến hành là điện phân dung dịch này, điện phân dung dịch đây thì sẽ có này, thứ nhất là m dung dịch giảm bằng bao nhiêu? Mà dung giảm đây là bằng 20,75, anh này là 20,75 gam. Và thứ hai nữa là cái phần dung dịch sau điện phân ấy, thì nó làm sao? Dung dịch sau điện phân nó có thể hòa tan được anh nhôm và có khí hydro thoát ra. Ok, vậy ta có lại dung dịch đây, đó là dung dịch Y nhé, dung dịch sau điện phân đó chính là dung dịch Y. Thế vậy dung dịch Y đây có ai? Hãy nhớ là dung Y làm sao? Chắc chắn thôi, nó sẽ hòa tan được thằng nhôm, hòa tan được thằng nhôm và có khí hydro thoát ra ở đây. Đó. Thì trong dung dịch này thì người ta nói rất rõ là dung Y chỉ chứa có 2 chất tan thôi, 2 chất tan. Thì những thằng nào chắc chắn là có rồi ạ. Ở đây sẽ có một slot của là A+ là điều chắc chắn rồi ạ. Đó. Một slot của SO4 2-, một slot của SO4 2-, phải không ạ? Là A+ đây bao nhiêu ạ? Là A+ đây sẽ là ẩn là 3x. SO4 đây là điện và anh này sẽ bao nhiêu mol? Là x mol. Và đây khi nói là 2 chất tan nhé thì cái Na2E4 nhé, Na2E4 đã là 1 chất tan rồi, Na2E4 là 1 chất tan rồi. Thế vậy còn 1 chất tan nữa. Thế vậy có bạn bảo là ơi thầy đây, ở đây sẽ có là thằng H+. Nếu mà có H+ ở đây thì nó sẽ là H2SO4. Đấy thì chất tan thứ hai là H2SO4. Còn nếu bạn bảo là ơi thầy chắc là nó không phải là axit đâu, không phải H+ đâu. Không phải H+ thì nó sẽ là gì? Nó là OH-. Nếu mà nó là OH- thì nó sẽ là gì? Nó sẽ là NaOH. Đấy. Nó chỉ có 2 khả năng là chất tan như này thôi. Nhớ nhé. Muốn hòa tan được thằng nhôm thì nó phải là axit hoặc là kiềm thì nó mới có khả năng hòa tan được thằng nhôm. Chứ nếu bạn bảo là ôi thầy nhỡ đâu là ACL nó còn thì sao thầy? Thì nếu là A2S4 mới là ACL thì lấy đâu ra chất nào hòa tan được cái thằng nhôm này, đúng không? Hòa tan thằng nhôm thì phải có axit hoặc kiềm. Như vậy có một bạn thì bảo là ở đây sẽ điền axit, có bạn thì bảo là điền đây sẽ là thằng kiềm OH-. Và ở đây thầy sẽ có như sau. Biện luận cho bạn xem như sau. Đây một bước cực kỳ đẳng cấp này, nó sẽ là bước ngoặt của bài toán. Bài toán này sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều sau cái câu biện luận như sau. Ta có này, ở đây mình có hydro là 0,15 mol nhé. Ta có này biện luận này. Ở đây thì dung dịch Y, đúng không? Dung dịch Y đây, đấy, nó sẽ tác dụng được với nhôm nên suy ra đây và nó sinh ra được hydro nên dung dịch Y nó sẽ phải là chứa hoặc là chứa ai? Nó hoặc là nó sẽ chứa H2SO4 hoặc là nó sẽ chứa NaOH, chỉ có thể là một trong 2 chất tan này mà thôi, không thể còn thằng nào khác. Và chúng ta sẽ thấy rằng suy ra đây. Đấy, điện tích này, điện tích dương là bao nhiêu đấy? Đây là điện tích dương là 3x, điện tích âm đây là mấy ạ? Là 2x. Thằng nào lớn hơn đấy? Thằng dương lớn hơn. Thế chứng tỏ thằng âm đang thiếu. Ok, âm mà đang thiếu thì bắt buộc đây phải là OH- nhé. Đây bắt buộc là OH-. Mình sẽ dựa ở đây đó là bảo toàn điện tích này, bảo toàn điện tích đó cho thằng dung dịch Y, bảo toàn điện tích cho dung Y thì ta sẽ có ngay được đó là gì? Đó là số mol của anh OH-, mol OH- trong thằng dung dịch Y, bắt buộc nó phải bằng bao nhiêu? 3x và trừ đi 2x thì OH- sẽ bằng x. Đó, OH- đấy sẽ là bằng x. Và ta lại có tiếp này. Ta có này, số mol của anh hydro, bằng bao nhiêu? Bằng 0,15 mol. Thì dẫn tới đó là số mol của anh OH-, đúng không? OH- bắt buộc nó sẽ phải bằng 0,1 mol. Thầy đoạn này thầy nói chậm cho em nhé, đoạn này em không hiểu đâu. Tự nhiên hydro tự nhiên lại ra được thằng OH- đây này, bằng 0,1 là sao? Em chả hiểu cái gì cả. Thì đây. Cứ một thằng nhôm này cho tác dụng với một anh OH- đây, một anh OH- và có sự hỗ trợ của nước. Đây phải trình rút gọn nhé. Thì nó sẽ tạo ra đây là aluminat và đây sẽ là 3/2 hydro. Đó, hydro đây bạn có 0,15 mol thì hiển nhiên là anh OH- đây cũng sẽ là 0,1 và nhôm đây 0,1. Đó, đấy. Thế vậy thì hydro bằng 0,15 thì anh OH- này sẽ 0,1. Ở trong cái phần điện phân ấy, sử dụng dung dịch sau điện phân để làm ấy thì bạn cứ xem lại chuyên đề nhé. Bạn xem lại ở trong cái phần khóa học ấy, đấy bạn xem lại cái video vào đấy bạn sẽ thấy ngay cái phần dạng mà sử dụng dung dịch sau điện phân ấy để hòa tan anh nhôm hoặc là Al2O3. Thế đấy, bạn xem lại bạn sẽ thấy ngay được cái tỷ lệ đấy. Hoặc là bạn mở bài tập liên quan nhôm ra bạn làm thử bạn cũng sẽ thấy thôi. Và OH-0,1. Thế vậy thì x bằng 0,1 ngon quá rồi đúng không? Thằng x thì 0,1 thì đây là 0,3. Vậy ta biết được chất gì rồi ạ? Ta biết được đây là CuH4 đây, x bằng 0,1 mà, x bằng 0,1. Đấy, còn là ACl là đây có số mol là 0,3 và mà dung dịch dạng ta có đây. Ta có đây là anh CuH4 có số mol là 0,1, anh NaCl có số mol là 0,3. Anh này tiến hành là điện phân dung dịch này, điện phân dung dịch và ta sẽ có đây là m dung dịch dạng. Và đáng lẽ ra chỗ này thầy để một cái khoảng trống rộng rộng ra, không thể viết trên này thì hợp lý hơn, đỡ phải mất công viết lại. Giảm bao nhiêu? Giảm bằng 20,75 thì nó sẽ bằng với ai ạ? Đầu tiên là gì? Bên cathode điện phân Cu, bên anode điện phân clo, thì đây sẽ là CuCl2. Đó. Đây là nhá, một bên là sinh Cu, bên là clo, thầy ghép lại. Đây điện phân chéo mà, em xem lại cái phần video về điện phân chéo trong khoa học nhé, bạn sẽ thấy ngay, nhanh cực kỳ luôn. Đây đồng 0,1 thì mình chốt đây là 0,1 đó. Clo còn thừa không? Ok, clo còn thừa. Vì sao còn thừa? Clo ban đầu 0,3, đây mới tiêu tố mất 0,2, vẫn còn một clo nữa à? Đúng không? Đồng hết chưa? Đồng hết rồi. Đây đồng cả nhà tôi có 0,1, nướng hết 0,1 vào đây rồi. Vậy đồng còn không? Hết. Thế vậy thì đồng mà hết rồi, điện phân ai? Điện phân nước, nước sinh ra ai? Sinh ra hydro. Lấy hydro ghép clo, HCl. Clo bao nhiêu? 0,3 trừ đi 0,2 thì đây 0,1. Cộng thử hai này vào xem nó đủ 20,75 chưa? Cộng thử luôn. 0,1 này nhân 135 cộng với 0,1 nhân với 36,5 thì mới được là 17,15, chưa đủ 20,75 thì chứng tỏ rằng là gì? Điện phân tiếp. Điện phân tiếp thì ai? Clo hết chưa? Hết rồi. Thì điện phân nước, nước sinh ra gì? Sinh ra oxy. Tiếp Cu hết rồi, đại điện phân nước sinh ra hydro, đúng không? Thì đây cũng thế, điện phân nước sinh ra hydro. Vậy thì ghép lại thành H2O. Ta lấy m tổng này, m tổng trừ hai này thì ra được thằng nước nhân trừ 1 cộng 20,75 chia cho 18. Đấy, nước đây 0,2. Ok. Đấy, sau khi ra nước 0,2 rồi thì mình gom bảo toàn E này, đó, gì này, đó những thằng này này. Đấy, đồng và hydro thì ở bên cathode, còn clo và oxy thì ở bên anode. Thế vậy thì ta sẽ có mon E. Thì bạn biết tính tôi đấy. Mấy lần tôi bảo toàn E tôi toàn dựa vào bên gì nhỉ? Bên cathode để biện luận thôi, bởi vì tôi thích cái thằng đồng với thằng hydro hơn là thằng clo oxy. Đấy, đồng hay là hydro thì nó đều trao đổi cái số E đều là 2E nên nó dễ nhập, nó dễ. Còn thằng bên clo thì clo thì trao đổi 2E, còn oxy trao đổi 4E nên bấm máy tính nó dễ bị nhầm. Nên thầy vẫn hay bám theo thằng cathode bấm nó ngon hơn. Đồng trao đổi 2E này, 0,1 này, 0,1 nhân 2 đó. Ở đây chỉ có một hydro thôi, một hydro trao đổi 1E thôi, 1E thôi đó. Ở đây có hai hydro trao đổi 2E, 0,2 nhân 2. 0,2 nhân 2 sẽ bằng 457. Ok, thằng này sẽ là 0,7 mol. Có mol E rồi, đúng không? Thế vậy thì mình sẽ rút ra thời gian ở đây, thời gian t. Đó, t thì sẽ bằng là mol E đó nhân với F chia cho cường độ dòng điện. Mol E đây là 0,7 nhân với 965, 96500 em chia cường độ dòng điện là 2,68 thì ra giây. Từ giây đổi ra giờ nhé. 0,7 này nhân với 96500 chia cho 2,68 thì ra giây đây là 25 và 205 22388 giây đó. Đội ra giờ thì chia cho 60 để chia thêm 60 nữa. Ok, và nó xấp xỉ là 7 giờ nhé, 7 giờ đó. Thế vậy đáp án chúng ta cần khoanh ở câu này thì đáp án sẽ là đáp án C. Bài tập này là kết hợp giữa cái phần điện phân chéo và cái phần là sử dụng dung dịch sau điện phân. Đây một tập cũng rất là cơ bản thôi. Các bạn nếu mà không hiểu chỗ nào thì có thể xem lại các video trong phần khoa học thầy đã chữa nhé. Còn đầy bài còn phức tạp còn khó này gấp vạn lần cơ. Ok, chúng ta tiếp tục sang câu tiếp theo. Chúng ta tiếp tục đến với nội dung của hai câu cuối cùng này, đó là câu 79 và câu 80. Thì hai câu này đều câu lý thuyết thôi, xử lý nhanh gọn thôi. Ta có này câu 79 cho như sau, cho biểu sau và hỏi số biểu đúng là tơ nitron thuộc loại tơ polyamid. Anh này sai luôn, bởi vì sao? Cái tơ nitron này thì nó chính là tơ ô lông. Và tơ lông này được tổng hợp lên từ cái thằng polymer đó C2 này, nối đôi này, CH này, đây CN. Và nitơ thì có đấy, nhưng mà vấn đề là muốn là tơ polyamid thì nó phải có liên kết CONH cơ. Tóm lại là anh này không có oxy, thế nên do đó thì không có liên kết CONH, thế vậy không phải là polyamid được. Mỡ động vật và dầu thực vật thì tan nhiều trong benzen, ok, chính xác đúng nhé. Đó. Những bọn như dầu mỡ thực vật, dầu thực vật này thì nó tan trong những cái dung môi không phân cực như benzen, ethang, xăng là tan rất là tốt đấy. Cái phần tính chất vật lý trong sách giáo khoa người ta có nhắc tới cái vấn đề này đấy. Nó không tan trong nước thôi, nhưng mà tan nhiều được trong benzen này, ethang này, xăng. Lysine thì làm quỳ tím chuyển sang màu hồng, sai bét luôn. Lysine này có hai nhóm đợt 2, nhớ nhé, lysine này có hai nhóm đợt 2 và chỉ có một thằng COH thôi. Thế vậy là môi trường của nó là môi trường bazơ thì sẽ làm quỳ chuyển sang màu xanh, hồng là sai rồi. Anh polymethyl metacrilat thì dùng để điều chế chỉ hữu cơ, quen thuộc quá rồi, xong nhá, đúng nhá. Tinh bột được tạo thành trong cây xanh nhờ phần quang hợp, chính xác. Câu 79 này có tất cả là 3 phép đúng, chúng ta chọn là đáp án C, 3 nhé. Tiếp tục câu cuối cùng, câu số 80. Câu 80 để bài cho như sau này, tiến hành thí nghiệm các bước sau. Bước 1 là cho vào bát sứ nhỏ có thằng dầu thực vật và anh là AOH. Ok, bước 1 thì đó là gì? Mình sẽ lấy thằng chất béo RCO tất cả 3 lần C3H5. Em cho nó thị phân trong môi trường kiềm. Cho vào thôi, đã đun chưa? Chưa đun thầy ạ. Bước thứ hai mới bắt đầu đun. Ok, bước thứ hai này, đun sôi nhẹ và khuấy liên tục bằng đũa thủy tinh, thỉnh thoảng nhỏ thêm nước cất để giữ cho hỗn hợp phản ứng không thay đổi. Cái chuyện mà khuấy đều này để làm gì? Bởi vì cái thằng dầu thực vật này nó nhẹ hơn AOH, do đó phải khuấy để cho cái thằng dầu thực vật này nó chìm xuống, để nó tác dụng với AOH, để nó va chạm vào nhau thì phản ứng xảy ra nhanh hơn, và phải đun nóng thì nó mới xảy ra được. Đây, bước thứ hai là đun. Ok, có xảy ra phản ứng nhé. Và ta bổ sung nước để làm gì? Bổ sung nước vào là để cho cái bát sứ đấy nó không bị cạn. Nếu mà cạn rồi thì lấy đâu ra dung dịch để mà thủy phân trong dung dịch, đúng không? Phải là lúc nào phải giữ cho thể tích nó không thay đổi. Ok. Và cái này sẽ thu được ở đây là xà phòng. Và xà phòng nó rất rắn màu trắng và nó nổi lên trên nhé. Nổi lên trên em ạ. Đó. Và đồng thời sẽ sinh ra là anh glycerol. Bao giờ phải đẻ ra glycerol nhé. Dù bạn thủy phân trong môi trường axit hay môi trường kiềm thì kiểu gì anh glycerol này cũng có mặt và không thể vắng nó được các bạn ạ. Đó. Rồi, bước thứ hai là có xảy ra nhé. Bước thứ ba này, người ta rót thêm đá ACL bão hòa vào, khuấy nhẹ sau khi phản ứng. Sau đó thì để yên trong vòng 5 phút, thì sau đó lọc riêng phần dung dịch và chất rắn. Thì rót đá ACL bão hòa vào để làm gì? Thì đá ACL rót vào thì thằng đá ACL này có khối lượng riêng rất là lớn. Khi nó rót vào thì những cái gì mà nặng hơn nó, được chưa? Cái gì nhẹ hơn nó thì nổi hẳn lên trên. Còn cái gì mà nhẹ hơn thì cái gì mà nhẹ hơn nó nhé. Thằng đá ACL rót vào thì thằng gì mà nhẹ hơn nó thì nó nổi hẳn lên phía trên luôn. Còn gì nặng hơn nó thì chìm xuống hẳn phía dưới, nó tách lớp một cách rất rõ rệt. Và thằng xà phòng ấy thì nó sẽ rắn màu trắng, nó có khối lượng riêng nhẹ hơn, nó nổi hẳn lên trên. Còn cái bọn glycerol ấy, được chưa? Thì nó sẽ tan trong dung dịch là ACL bão hòa, thế nên một thằng nặng một thằng nhẹ, nó phân lớp rõ ràng và mình sẽ tách nó dễ hơn. Ta có này, sau bước 1 thì chất lỏng trong bát sứ tách thành hai lớp. Chính xác, đúng rồi em. Đúng. Bởi vì thằng dầu thực vật mà nó nhẹ hơn mà, là AOH thì nó nặng hơn, nó chìm xuống dưới. Ở bước 3 thì cho NaCl có vai trò là làm cho phản ứng xảy ra hoàn toàn sai bét luôn. NaCl là chỉ để đổ vào để cho cái phần chất lỏng và phần chất rắn nó tách lớp rõ ràng hơn để mình tách nó dễ. Ý B là sai nhé. Ý C ở bước 2 xảy ra phản ứng thủy phân chất béo, chính xác, thủy phân chất béo trong môi trường kiềm, chuẩn luôn. Dung dịch sau khi thu được ở bước 3 thì có khả năng hòa tan được CuOH hai lần. Cái dung dịch sau bước 3 ấy thì nó gồm có glycerol và NaCl, thì glycerol này hòa tan được CuOH lần, chính xác. Đó, thế vậy thì câu 80 này mình sẽ chốt nhé, đáp án B là phát biểu sai. Ok, và vừa rồi thầy đã chữa cho bạn xong đề minh họa 40 câu. Thầy đánh giá là khả năng là đề này cũng là tương đối là nhẹ nhàng, không có câu nào, và có một câu, và có hai câu, một câu FTA và một câu liên quan đến cái hạt muối sunfua, hỗn hợp cùng có cả muối sunfua rồi oxit, đúng không? Từ muối carbonat, tác dụng H4 đặc ấy. Đấy, có hai câu đấy là hai câu phải nói là rất khó đấy. Hai câu khá là khó và nó thòng để cho học sinh bớt điểm 10 đi. Và mặt bằng chung thì nếu mà những câu khác ấy thì cũng xử lý cũng nhanh gọn nhẹ bình thường đấy, chỉ tầm 5 đến 7 phút một câu nho nhỏ thôi. Đấy là thầy chữa cẩn thận, còn nếu mà bình thường nhé, làm cho bạn chỉ mất độ tầm 3 cho đến 4 phút một cái câu trung bình như vậy. Chỉ có mất thời gian là hai câu nặng. Đó là cái câu FT vận dụng cao nhé và câu mùi xuân phua vừa rồi ấy, thầy nói. Đấy, thế nhé các bạn nhé. Và thầy sửa xong rồi. Sau khi xem xong có chỗ nào không hiểu thì bạn để lại ý kiến của mình phần bình luận nhé. Nếu mà bạn like share được thì cho thầy thì tốt. Cảm ơn các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.